Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 27. Người tới không phải là người khác, chính là Mục Quân, đối với Minh Thần Thương, hắn không có bao nhiêu hứng thú, sở dĩ đoạt với Ma Kha là bởi vì không muốn nhìn thấy Ma Kha có vũ khí mà thôi. Hiện tại cây thương kia nằm trong tay người khác, hắn cũng không có hứng thú tranh đoạt, dù sao chỉ cần không phải rơi vào trong tay Ma Kha là tốt rồi. So sánh với Minh Thần Thương, hắn càng có hứng thú với Cửu U Hàn Phong, thiên địa linh vật đấy, cho dù là đỉnh Hán đế quốc cũng chỉ có một mà thôi. Nếu như thu được Cửu U Hàn Phong, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn, đến lúc đó, toàn bộ cổ chiến trường này, có ai là đối thủ của Mục Quân hắn chứ? Trong cổ chiến trường yêu nghiệt tụ tập, cho dù là hắn cũng không dám nói vô địch, thế nhưng nếu như có Cửu U Hàn Phong, vậy thì khác. Cho nên, hắn đã tới đây. Nhìn thoáng qua nơi này, ánh mắt Mục Quân nhìn lên người Dương Diệp, sau đó nhướng mày nói. Ta đã tới chậm. Đương nhiên không. Lúc này, Mạc Khinh Ngữ cười nói. Phải nói tới rất đúng lúc. Mục Quân nhìn thoáng qua Mạc Khinh Ngữ, sau đó nói. Hắn còn chưa thành công. Tự nhiên. Mạc Khinh Ngữ nói. Hắn mạnh mẽ nuốt Cửu U Hàn Phong vào trong cơ thể. Tuy rằng ta không biết hắn muốn dùng phương pháp gì để thu phục Cửu U Hàn Phong, nhưng nhìn tình hình của hắn hiện tại, dường như có một chút cơ hội. Thế nhưng, hắn hiện tại vẫn chưa thu phục được Cửu U Hàn Phong, nói cách khác, chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta. Mục Quân ngẩn ra, sau đó nhìn thoáng qua Tử Điêu cùng Hiểu Vũ Tịch bên cạnh, lập tức khẽ cười cười, nói. Ngươi nói rất đúng, là chúng ta, chờ giải quyết xong Dương Diệp. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận kết cục của Cửu U Hàn Phong, người xem thế nào. Ta đồng ý. Mạc Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Ta có thể ngăn nàng, nhưng không gian điêu lại phiền phức, người có biện pháp. Mục Quân nhìn thoáng qua Tử Điêu, trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Đỉnh Hán đế quốc xem như hảo hữu với không gian điêu bộ tộc, ngươi. Còn chưa có nói xong, sắc mặt của Mục Quân đã trầm xuống. Sau đó thân hình khẽ động, hắn đã rời khỏi vị trí ban đầu, một nói tia sáng màu tím hình cung xuất hiện tại nơi hắn vừa đứng lúc trước. Xem ra ngươi không mua sổ sách của đỉnh Hán đế quốc. Lúc này, đột nhiên Mạc Khinh Ngữ khẽ cười nói. Mục Quân, đừng lãng phí nước miếng, không gian điêu sẽ không nhìn người đối phó Dương Diệp, tuy rằng ta không biết tại sao nó lại bảo vệ một nhân loại như thế, thế nhưng, sự thực chính là như vậy. Cho nên người cần động thủ. Mục Quân gật đầu, sau đó nói. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Dứt lời, thân hình Mục Quân khẽ động, hắn lập tức lao thẳng về phía Dương Diệp. Thấy thế, trong mắt Tử Điêu bắn ra lệ khí đáng sợ, nó vung tiểu chảo về phía trước, phương hướng Mục Quân đi tới sinh ra không gian vặn vẹo. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Mục Quân híp lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó xoay người tấn công Tử Điêu, nhất thời. Một cự long màu vàng bay tới tấn công Tử Điêu. Tử Điêu trừng mắt nhìn, sau đó thân hình lóe lên, nó biến mất tại chỗ, lúc này đã xuất hiện cách đó hơn 20 trượng. Nhưng mà cự long năng lượng màu vàng kia lại đuổi theo tấn công Tử Điêu lần nữa. Tử Điêu trừng mắt nhìn, hiển nhiên nó không hiểu nổi xảy ra việc gì. Nhưng nó không có thời gian suy nghĩ, nó vung tiểu chảo lần thứ hai, một tia sáng màu tím hình cung lao tới tấn công cự long. Vào lúc Tử Điêu chiến đấu với Mục Quân, Mạc Khinh Ngữ vẫn giằng co với Hiểu Vũ Tịch, thực lực hai người các nàng không chênh lệch nhau nhiều, nếu như không quyết chiến sinh tử, có động thủ cũng không có ý nghĩa nào, cho nên hai người cũng không có động thủ. Không gian điêu không thể ngăn cản Mục Quân. Mạc Khinh Ngữ tiện tay vung vẩy một đạo huyền khí hình kiếm, nói. Ta thừa nhận, nếu như muốn chạy trốn, trong vương giả cảnh không ai có thể đuổi theo nó. Nhưng vấn đề là nó sẽ trốn sao? Cho nên cứ kéo dài như vậy sẽ bại, người cảm thấy thế nào? Sau đó tiếp tục như vậy, Dương Diệp sẽ chết, người nói ta nói có đúng hay không đây? Hiểu Vũ Tịch cau mày, nàng cầm chặt chuôi đao trong tay, đao ý càng ngày càng lắc lư. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ vang vọng, hai nữ nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một tầng khí lãng đang bao phủ Mục Quân cùng Tử Điêu. Khí lãng biến mất, Mục Quân chậm rãi lắc đầu, sau đó nói. Ban đầu ta không nghĩ thế, nếu không dây dưa như vậy, cho dù là ta cũng không thể làm gì ngươi. Dứt lời, Mục Quân lắc cổ tay, một sợi dây thừng màu vàng xuất hiện. Nhìn thấy sợi dây thừng màu vàng kia, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch thay đổi, bỗng nhiên nàng quát lớn.
Tiểu gia hỏa, chạy mau. Tiểu gia hỏa sửng sốt, trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo cảm giác khó hiểu. Đúng lúc này, Mục Quân lắc cổ tay, sợi dây thừng màu vàng kia biến mất và xuất hiện trước mặt Tử Điêu, sau đó hắn đánh ra một quyền, cũng vây khốn Tử Điêu vào trong, cùng lúc đó, trong sợi dây thừng sinh ra một tia năng lượng màu vàng xâm nhập vào trong cơ thể Tử Điêu. Tử Điêu hơi luống cuống, nó vung tiểu trào lên, thân hình biến mất, mặc cho nó di chuyển thế nào, sợi dây thừng kia vẫn dính lên người nó. Đừng lãng phí thời gian. Mục Quân nói. Phược Tiên Thằng, là đạo khí, chỉ cần bị tập trung, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng quấn quýt lấy người, đồng thời sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng bên trong cơ thể người, chỉ qua một lúc, người sẽ biến thành yêu thú bình thường. Nói xong, Mục Quân không hề quản Tử Điêu đang dùng sức giấy giụa, hắn xoay người nhìn sang Dương Diệp, ngay vào lúc này, Hiểu Vũ Tịch cũng hành động, nàng lao về phía Mục Quân, nhưng thật đáng tiếc. Lúc nàng vừa xuất phát, Mạc Khinh Ngữ đã xuất hiện trước mặt nàng, nói. Ngươi vẫn không ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Dứt lời, nàng chém ra một kích, một đạo đao quang màu xanh xuất hiện. Lan! Hiểu Vũ Tịch gầm lên một tiếng, mái tóc bạc không ngừng tung bay, sau một khắc, không chỉ mái tóc, cho dù là gương mặt cũng trắng bệch, mà đạo ý của nàng đạt tới bát trọng, không chỉ có như vậy, khí thế của nàng cũng tăng lên gấp 5 lần. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người Mục Quân cùng Mạc Khinh Ngữ biến đổi, Mạc Khinh Ngữ la lớn. Thiêu đốt sinh nguyên, Hiểu Vũ Tịch, ngươi vì một nam nhân mà lựa chọn thiêu đốt sinh nguyên, ngươi cũng biết ngươi vốn chỉ còn 5 năm tuổi thọ, hiện tại còn thiêu đốt sinh nguyên, ngươi sẽ sống không tới một năm, ngươi có biết không? Việc này liên quan gì tới ngươi? Hiểu Vũ Tịch quát lớn, loan đao trong tay bổ mạnh về phía trước, một đạo hàn quang như xuyên thấu hư không, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mạc Khinh Ngữ. Đôi mắt của Mạc Khinh Ngữ co rụt lại, trường kiếm trong tay chém mạnh, một đạo kiếm khí màu xanh bắn ra ngoài, hai đạo công kích va chạm với nhau, nhưng mà, chỉ vừa tiếp xúc, kiếm khí màu xanh của nàng tan rã giống như băng tuyết, tất cả đều biến mất trong vô hình. Đạo ý bát trọng mạnh mẽ đến khủng bố. Mạc Khinh Ngữ không dám ở đón đỡ, thân hình khẽ động, nàng dùng tốc độ nhanh nhất tránh sang một bên. Một đao bước lui Mạc Khinh Ngữ, bỗng nhiên Hiểu Vũ Tịch xoay người. Sau đó nàng lao nhanh về phía Mục Quân, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhưng không có vẻ sợ hãi, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó hắn lại tấn công Hiểu Vũ Tịch. Ngang! Ngay sau đó là ba tiếng cự long gầm thét, ngay sau đó cự long màu vàng xuất hiện, và lao xuống tấn công Hiểu Vũ Tịch, dường như cự long màu vàng là sinh vật sống, nó từ ba hướng tấn công Hiểu Vũ Tịch. Những nơi chúng đi qua, toàn bộ không gian rung động rất mạnh. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch tái nhợt nhưng gương mặt bất biến. Nàng rút đao ra chém mạnh, một đạo đao khí xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã chém tan một con cự long, ngay sau đó, nàng chém lần nữa, lại một con cự long biến mất, Hiểu Vũ Tịch cũng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy. Làm điều thứ ba kim sắc cự long đi tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt lúc, Hiểu Vũ Tịch trong mắt lóe lên lướt một cái kiên quyết, lần thứ hai rút đao một chạm, hàn quang chợt lóe lên, kim sắc cự long trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chỉ là Hiểu Vũ Tịch cũng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, không chỉ có như vậy, thân thể của hắn càng kịch liệt chiến động, đao kia ý tại cũng không như trước khi vậy điều tự bất loạn, mà là đã bắt đầu mất trật tự. Ngay thời điểm Hiểu Vũ Tịch chuẩn bị thừa thắng xông lên, đột nhiên xuất hiện hơn 100 đạo kiếm khí màu xanh đánh vào lưng của nàng, Hiểu Vũ Tịch biến sắc, nàng không dám khinh thường, bỗng nhiên xoay người vung đao liên tục, đao quang quét qua đã đánh tan cả 100 đạo kiếm khí, nhưng sắc mặt của nàng càng trắng hơn trước. Ngay cả ánh mắt cũng dần dần trắng dã như mắt người chết. Ngươi rất mạnh. Nhìn thấy ba con cự long và hơn 100 đạo kiếm khí màu xanh bị Hiểu Vũ Tịch đánh tan, Mục Quân trầm giọng nói. Nhân hoàng quyền của ta là huyền kỹ thiên cấp thượng phẩm, không nghĩ tới lại không tiếp được một đao của ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, thực lực của ngươi chỉ là nhất thời. Ngươi thiêu đốt thọ mệnh mạnh mẽ gia tăng thực lực bản thân, việc này đã là hành vi nghịch thiên, cộng thêm tuổi thọ của ngươi hiện tại không nhiều. Ngươi sẽ không sống được bao lâu. Sinh cơ của ngươi hiện tại đang dần biến mất, phỏng chừng không tới nửa năm, vì một nam nhân, thực sự đáng giá sao? Mạc Khinh Ngữ lạnh lùng nói. Hiểu Vũ Tịch cau mày, nàng không nói gì, loan đao trong tay chỉ xéo về hướng Mục Quân cùng Mạc Khinh Ngữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Như người mong muốn. Mục Quân chậm rãi gật đầu, sau đó hắn tiến lên phía trước một bước. Nhưng mà,
Sau một khắc hắn đã xuất hiện trước mặt Hiểu Vũ Tịch, hắn trực tiếp xuất quyền đánh vào đầu Hiểu Vũ Tịch. Không có bất kỳ động tác hoa mỹ hay dư thừa nào, chỉ có một quyền đơn giản mà thôi. Xúc địa thành thốn. Đôi mắt Hiểu Vũ Tịch co rụt lại, nàng không kịp suy nghĩ đã chém ra một đao. Oanh! Nắm đấm của Mục Quân đánh vào loan đao của Hiểu Vũ Tịch, lực lượng cường đại đánh loan đao cong vút giống như sắp gãy, Hiểu Vũ Tịch lại phun ra máu tươi lần thứ hai, sau đó nàng còn bị lực lượng phản chấn cường đại đánh bay về phía sau. Trong quá trình bay ngược, Hiểu Vũ Tịch áp chế thân thể phản phệ, sau đó nàng chém một cái, một đạo hàn quang tránh hiện ra, chỉ trong nháy mắt chém vào nắm đấm của Mục Quân, nắm đấm của Mục Quân bắn ra một tia máu tươi. Sắc mặt của Mục Quân biến thành dữ tợn, hắn tức giận quát. Muốn chết. Tuy rằng với thực lực của hắn, đừng nói chỉ bị thương bàn tay, cho dù bàn tay bị chém đứt cũng có thể mọc ra, thế nhưng, Mục Quân hắn đã chịu nhục nhã như thế bao giờ. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, Mục Quân xông tới lần thứ hai, hắn lại xuất ra một quyền, năm con cự long màu vàng xuất hiện và tấn công Hiểu Vũ Tịch. Lần này, năm con cự long không chỉ có số lượng nhiều hơn lúc trước, ngay cả hình thể cũng lớn hơn nhiều, hơn nữa, cự long như hóa thành thực chất, trông rất sống động, chẳng khác gì sinh vật sống. Nhìn thấy năm con cự long lao tới, trong con ngươi trắng dã của Hiểu Vũ Tịch mang theo rung động, nàng hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực rút đao chém vào năm con cự long, một đạo đao khí dài trăm trượng xuất hiện và va chạm với năm con cự long. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, đao khí không ngừng dây dưa với năm con cự long. Nhìn cự long bị phá vỡ, nội tâm Hiểu Vũ Tịch hở dài một hơi, vào lúc này, đột nhiên Mạc Khinh Ngữ xuất hiện quỷ dị trước mặt nàng, ngay sau đó một đạo kiếm quang màu xanh đâm xuyên qua ngực của nàng. Đôi mắt Hiểu Vũ Tịch vẫn mở tròn, ý thức trong đôi mắt của nàng dần biến mất, hai mắt chậm rãi khép hờ, vào thời khắc nàng nhắm mắt vẫn nhìn sang hướng Dương Diệp, chỉ cái nhìn đó đã là vĩnh hằng. Oanh! Đúng lúc này, trong cơ thể Dương Diệp phóng thích một đạo hỏa diễm lên cao, hỏa diễm đón gió biến lớn cực nhanh. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân biến sắc, bởi vì ngọn lửa kia làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, hắn há miệng phun cơn gió màu xanh ra ngoài, ngay cả cơn gió màu xanh cũng ngân ngơ, sau một khắc nó hóa thành hào quang bay ra xa. Dương Diệp không có hàng phục Cửu U Hàn Phong, Cửu U Hàn Phong đã bị hắn dồn vào trong đan điền như mong muốn, cũng giống như thời điểm thu phục U Minh Quỷ Hỏa, dường như vòng xoáy nhỏ rất có lực uy hiếp với Cửu U Hàn Phong. Vào lúc hắn sắp thu lấy, Dương Diệp vô cùng vui vẻ, sau đó hắn vội vã dùng biện pháp Mạc Lão dạy khống chế Cửu U Hàn Phong, vào lúc hắn sắp thành công thì cảm nhận được tình huống bên ngoài, tiểu gia hỏa bị nhốt, Hiểu Vũ Tịch không rõ sống chết. Nhìn thấy cơn gió màu xanh thoát đi, hai người Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân sửng sốt, Mạc Khinh Ngữ không chút do dự hóa thành cơn gió lao theo Cửu U Hàn Phong. Sắc mặt Mục Quân trầm xuống, sau đó hắn nhìn sang Tử Điêu, do dự một chút. Hắn vung tay phải lên, Phước Tiến Thắng đã bay vào trong tay hắn, hắn không dám hạ sát thủ với không gian điêu, bằng không, rất có thể dẫn phát không gian điêu bộ tộc đại chiến với đỉnh Hán đế quốc, đến lúc đó, cho dù là phụ hoàng cũng không thể bảo vệ hắn. Thu hồi Phước Tiến Thắng, thân hình Mục Quân khẽ động, đôi cánh chim màu vàng xuất hiện, sau đó hắn xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Cho dù là Mục Quân hay Mạc Khinh Ngữ, lúc này bọn họ không thèm quản tới Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Đối với bọn họ mà nói, Cửu U Hàn Phong mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp chậm rãi đi tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hiểu Vũ Tịch, đôi mắt của nàng khép hờ, cảm giác hối hận bao phủ tâm thần của hắn. Dương Diệp hắn đời này thực sự chưa làm qua chuyện gì phải hối hận, thế nhưng lúc này đây, hắn thực sự hối hận đã dẫn Hiểu Vũ Tịch đi theo, hối hận đi thu phục Cửu U Hàn Phong, hối hận bảo Hiểu Vũ Tịch cùng tiểu gia hỏa đơn độc đối mặt địch nhân, hối hận, thực sự hối hận. Điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ, vội vã điên cuồng truyền huyền khí màu tím vào người nàng, dần dần, một canh giờ trôi qua, vết kiếm trên ngực Hiểu Vũ Tịch đã khỏi hẳn, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nhưng mà sinh cơ trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch đã không còn, nàng vẫn nhắm chặt mắt như trước. Dương Diệp khủng hoảng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra lần thứ hai. Nửa canh giờ trôi qua, sinh cơ trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch vẫn không có. Vì sao, vì sao, vì sao? Cảm giác tự trách bao phủ tâm thần Dương Diệp. A! À, Dương Diệp ngẩng đầu lên trời gào thét giận dữ, đôi mắt của hắn tràn ngập tơ máu, sát lục kiếm ý bộc phát dữ dội, trên không trung,
U Minh Quỷ Hỏa như cảm nhận được lửa giận của Dương Diệp, một biển lửa bao phủ không gian. Dần dần, đôi mắt của Dương Diệp có huyết lệ chảy ra ngoài. Một tia sáng tím hiện ra, tử điêu xuất hiện trên vai Dương Diệp, lúc này tử điêu cực kỳ suy yếu, đôi mắt của nó lờ đờ, tia sáng tím trên người nó như có như không, giống như tùy thời có thể dập tắt. Tử điêu ôm cổ của Dương Diệp, sau đó đầu nhỏ cọ vào gò má của Dương Diệp, dường như nó quá mức suy yếu, còn chưa cọ được Dương Diệp cái thứ hai đã rơi xuống. Lúc sắp rơi xuống đất, tử điêu bị Dương Diệp tiếp được, nhìn tử điêu suy yếu như vậy, đôi mắt của Dương Diệp càng đỏ hơn, xê ái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa mềm nhũn, Dương Diệp mang tử điêu thu vào vòng xoáy nhỏ. Sau đó ánh mắt nhìn lên người của Hiểu Vũ Tịch. Nửa ngồi chồm hổm, Dương Diệp chậm rãi ôm lấy Hiểu Vũ Tịch, sau đó huyền khí màu tím trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hắn không ngừng truyền huyền khí vào trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch. Từ mặt ngoài mà nhìn, Hiểu Vũ Tịch đã không còn sinh cơ, nàng đã chết thật sự, chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm vậy, hoặc hắn chỉ muốn thử xem, cho dù chỉ có một ít hy vọng thì hắn vẫn thử. Theo huyền khí màu tím không ngừng mà dũng mãnh vào, Hiểu Vũ Tịch thân thể bên trên dần dần xuất hiện một tầng tử sắc hào quang, hơn nữa sắc mặt tái nhợt của Hiểu Vũ Tịch cũng từ từ hồng nhuận, không chỉ có như vậy, vết kiếm trên ngực Hiểu Vũ Tịch cũng chậm rãi khép lại, tuy rằng rất chậm nhưng thật sự đang diễn ra. Điều này làm cho Dương Diệp mừng rỡ, vội vã điên cuồng truyền huyền khí màu tím vào người nàng, dần dần, một canh giờ trôi qua, vết kiếm trên ngực Hiểu Vũ Tịch đã khỏi hẳn, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, nhưng mà sinh cơ trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch đã không còn, nàng vẫn nhắm chặt mắt như trước. Dương Diệp khủng hoảng, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra lần thứ hai. Nửa canh giờ trôi qua, sinh cơ trong cơ thể Hiểu Vũ Tịch vẫn không có. Vì sao, vì sao, vì sao? Dương Diệp như mất hồn kiểu thấp giọng lầm bầm, đột nhiên, hắn làm như nghĩ tới điều gì, sau đó hai mắt khép hờ, mang tâm thần chìm vào trong cơ thể, sau đó hắn nói với cánh cửa huyền khí màu tím chỉ trong người. Ta biết ngươi khẳng định có biện pháp cứu nàng, đúng hay không? Cánh cửa đóng chặt, không có một chút phản ứng. Ta không biết ngươi là tồn tại gì, cũng không biết tại sao ngươi muốn tuyển chọn ta, thế nhưng, ta biết, ngươi có năng lực cứu nàng, nếu như ngươi không cứu, chúng ta sẽ đồng quy vô tận a hát. Dương Diệp nói, cánh cửa vẫn đóng chặt, không có một chút đáp lại. Đã như vậy, đôi mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, sau đó nói. Vậy đồng quy vô tận đi. Dứt lời, Dương Diệp cầm ẩn kiếm xông lên trời. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng vào thiên linh. Hắn lúc này đang đánh cuộc, đánh cược vòng xoáy thần bí này không dám đồng quy vô tận với hắn, hoặc là nói vòng xoáy này không có hắn không được. Nếu như vòng xoáy này cần hắn, vậy hắn đánh cược thành công, vòng xoáy này không muốn hắn chết, như vậy hắn còn có thể cứu Hiểu Vũ Tịch. Mà nếu như thất bại, về phần thất bại, lúc này hắn không nghĩ nhiều như thế. Về phần tử điêu an nguy, hắn tự nhiên có nghĩ tới. Cho dù hắn chết, vòng xoáy này cũng không có việc gì, vòng xoáy nhỏ không có việc gì, tử điêu sẽ không có việc gì. Hắn đánh cuộc vòng xoáy có cần Dương Diệp hắn hay không, cần, hắn sẽ thành công, không cần, hắn sẽ chết. Tuy rằng còn có rất nhiều lo lắng, rất nhiều chuyện muốn làm, thế nhưng, giờ này khắc này, hắn phải làm chuyện này, cho dù việc này có khả năng làm hắn bỏ mạng. Dương Diệp là người dù biết không có khả năng vẫn cố thử. Lúc này đây. Dương Diệp thành công. Thời điểm hắn cách ẩn kiếm nửa tắc, dường như có vật gì đó đang ngăn chặn hắn không thể tiến thêm nửa bước. Lập tức, cánh cặp trong vòng xoáy nhỏ của Dương Diệp chậm rãi mở ra, sau đó một huồng huyền khí màu tím tinh khiết trực tiếp chui vào trong chân mày Hiểu Vũ Tịch. Vào lúc này trên bầu trời xuất hiện mây đen rậm rạp, ngay sau đó có một đạo thần lôi xuất hiện trong mây đen, sau đó nó hạ xuống, thiên địa không ngừng rung động. Cách trốn cửu u ngàn dặm một thân ảnh trong cổ vực thành bay thẳng lên bầu trời, nhìn về hướng cửu u, sắc mặt người này ngưng trọng trước đó chưa từng có. Người này không là người khác, chính là lão giả tóc trắng Thiên Huyễn. Nhìn phương hướng cửu u, thần sắc Thiên Huyễn ngưng trọng nói. Trời giáng thần lôi, là ai đang làm chuyện nghịch thiên? Chấm chấm chấm. Vào thời khắc đạo thần lôi kia rơi xuống cũng không có tạo thành phá hư với mặt đất, mà là trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Sau đó trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu Dương Diệp, ngay sau đó nó đánh vào Hiểu Vũ Tịch đang nằm trên mặt đất. Nhìn thấy thần lôi đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, bởi vì trước mặt thần lôi, hắn không có chút lòng tin phản kháng, thậm chí,
một cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn lan tỏa khắp toàn thân, làm cho hắn suýt nữa nằm rạp trên mặt đất. Đó là vật gì? Trong đầu xuất hiện nghi vấn này, lập tức, trong mắt Dương Diệp sinh ra một tia kiên cường, một đạo kiếm khí màu xanh chém thẳng vào thần lôi. Thần lôi rơi chính là vị trí hiểu vũ tịch chỗ, Dương Diệp hắn có thể lui. Vào lúc này, một đạo huyền khí màu tím lăng không xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó va chạm với thần lôi. Phanh, một tiếng vang nhỏ sinh ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, đạo thần lôi kia biến mất trong nháy mắt. Một kích đánh nát thần lôi, tia huyền khí màu tím tinh khiết kia bay vào trong cơ thể Dương Diệp, sau đó một tia sáng tím xuất hiện và bao phủ hiểu vũ tịch đang nằm dưới đất, tia sáng lóe lên, cánh cửa trong vòng xoáy nhỏ cũng đóng kín. Dương Diệp sững sờ tại chỗ, việc này có ý gì? Hiểu vũ tịch còn sống hay đã chết? Vòng xoáy nhỏ này có ý gì? Nó mang theo hiểu vũ tịch đi nơi nào? Còn thần lôi kia là thứ gì? Tại sao phải đột nhiên xuất hiện trong lòng đất? Một loạt nghi vấn không ngừng hiện ra trong đầu Dương Diệp. Ngay vào lúc này, đột nhiên Dương Diệp biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn tia sáng màu xanh từ xa bay tới gần, nhìn thấy thứ này, con người Dương Diệp co rụt lại, bởi vì tia sáng này chính là phong linh cửu U Hàn Phong. Phía sau phong linh cửu U Hàn Phong còn có hai người này không phải người khác, chính là Mục Quân cùng Mạc Khinh Ngữ. Nhìn thấy hai người này, ánh mắt Dương Diệp sinh ra sát cơ lạnh như băng, tơ máu tràn ngập đôi mắt của hắn. Vào lúc Dương Diệp chuẩn bị động thủ, cửu U Hàn Phong cũng xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nó rơi đúng vào vị trí hiểu vũ tịch nằm lúc trước, dường như nó đang tìm cái gì đó, nó cứ bồi hồi tại chỗ như vậy. Dương Diệp sửng sốt, sau đó không hề đi quản cửu U Hàn Phong. Hiện tại với hắn mà nói, cửu U Hàn Phong không có chút lực hấp dẫn nào, cổ tay khẽ động, ấn kiếm mang theo gợn sóng, ánh mắt hắn nhìn Mạc Khinh Ngữ, vào lúc này, đột nhiên cửu U Hàn Phong xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó không ngừng nhúc nhích, dường như đang hỏi Dương Diệp cái gì. Cút ngay, lão tử không có thời gian dây dưa với người. Dương Diệp gầm lên một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, hắn giao thẳng về phía Mạc Khinh Ngữ. Dương Diệp không có nương tay chút nào, sát lục kiếm ý điên cuồng thả ra, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào những thứ này thì không thể giết được Mạc Khinh Ngữ. Lúc hắn cách Mạc Khinh Ngữ khoảng 3 trượng, một tia lửa thật nhỏ xuất hiện trên ấn kiếm trong tay Dương Diệp, vào lúc tia hỏa diễm xuất hiện, không khí chung quanh Dương Diệp nóng lên, không chỉ có như vậy, những nơi thân thể hắn lướt qua có một tầng mông lung xuất hiện, đó là không khí bị hơi nóng đốt nóng vặn vẹo. Lúc trước vì cứu hiểu vũ tịch, hắn đã vứt bỏ tâm tư báo thù và những thứ khác, hiện tại vòng xoáy đã xuất thủ, hiếu vũ tịch không có nguy hiểm tính mạng. Nếu hiếu vũ tịch không có nguy hiểm tính mạng, đây là thời điểm hắn muốn báo thù. Tuy rằng hắn không biết tại sao cửu U Hàn Phong lại chạy về, nhưng việc này không trọng yếu, quan trọng là Mạc Khinh Ngữ xuất hiện. Một kiếm này, có thể nói là một kiếm mạnh nhất của Dương Diệp hiện tại, bởi vì hắn không chỉ cận dụng sát lục kiếm ý cùng huyền khí màu tím. Ngay cả lá bài tẩy U Minh quỷ hóa mạnh nhất, hắn cũng không ẩn giấu nữa, mục đích của hắn là đánh chết Mạc Khinh Ngữ. Về phần thân phận của Mạc Khinh Ngữ, đừng nói nàng là người của thế gia lánh đời đổ bỏ gì đó, cho dù là con gái của tổ sư kiếm tông đi chăng nữa, Dương Diệp cũng chiếu giết không lầm. Nói đến thời điểm Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân đang đuổi bắt cửu U Hàn Phong, không biết cửu U Hàn Phong vì cái gì lại thay đổi phương hướng, nó đã quay đầu trở lại. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn thời điểm chạy trốn vài phần, dường như nó phát hiện thứ tốt gì đó. Điều này làm cho Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân không giải thích được. Tuy rằng nghi hoặc không giải thích được, thế nhưng hai người cũng không buông tha, hai người đều tăng nhanh tốc độ tới cực hạn lao tới nơi này. Vừa mới đến đây, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ thay đổi, một đạo khí tức khủng bố ập tới nàng, khi thấy là Dương Diệp, trong lòng Mạc Khinh Ngữ rùng mình, Dương Diệp lại mạnh như vậy. Không có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng. Mạc Khinh Ngữ hừ lạnh một tiếng, một thanh huyền kiếm màu xanh xuất hiện trong tay của nàng, cổ tay khẽ nhúc nhích, huyền khí màu xanh sinh ra từng tia tàn ảnh chém vào kiếm của Dương Diệp. Nàng cũng không có nương tay, kiếm ý thất trọng không giữ lại chút nào, bởi vì nàng cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ trong kiếm của Dương Diệp. Một bên, Mục Quân nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ, sau đó liền thu hồi ánh mắt, với hắn mà nói. Dương Diệp chết hay Mạc Khinh Ngữ chết đều không có gì khác nhau. Hiện tại hai người giao thủ, đây là thời cơ tốt nhất để thu phục cửu U Hàn Phong. Thân hình khẽ động, Mục Quân lao nhanh về phía cửu U Hàn Phong, đúng vào lúc này,
Con người Mục Quân co rụt lại, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ. Bành! Kiếm trong tay Dương Diệp va chạm với kiếm của Mạc Khinh Ngữ nhưng không có tia lửa bắn ra, sau đó, đôi mắt Mạc Khinh Ngữ mở to, ánh mắt của nàng mang theo kinh hãi sau một khắc, bành, một tiếng vang nhỏ, huyền kiếm thiên cấp của nàng hóa thành hư vô, ngay sau đó, kiếm trong tay Dương Diệp lại chém vào đầu của nàng. Nhưng mà, thời điểm cách đầu Mạc Khinh Ngữ mấy tấc, một tầng hào quang màu xanh bao phủ toàn thân Mạc Khinh Ngữ, hào quang cũng chặn kiếm của Dương Diệp. Ngay sau đó hào quang màu xanh cũng bị kiếm của Dương Diệp đánh thành hư vô. Vào lúc này, trong mắt Mạc Khinh Ngữ còn mang theo kinh hãi khó che giấu, còn có vẻ sợ hãi không gì sánh được. Kiếm của nàng là thiên cấp hạ phẩm, hào quang màu xanh bảo vệ nàng là huyền giáp thiên cấp hạ phẩm, nhưng mà, dưới một kiếm của Dương Diệp, cả hai lại không chịu nổi một kích. Lúc này, trong lòng Mạc Khinh Ngữ sinh ra cảm giác hối hận, bởi vì, nàng không nên khinh địch liều mạng một kiếm với Dương Diệp. Huyền giáp thiên cấp hạ phẩm bị phá, tuy rằng trong lòng Mạc Khinh Ngữ kinh hãi nhưng phản ứng của nàng không chậm, nàng vận dụng phong chi ý cảnh, sau đó quỷ dị xuất hiện bên cạnh, nhưng nàng vẫn chậm một nhịp, kiếm của Dương Diệp đã chém vào cánh tay của nàng. Suy, cánh tay phải của Mạc Khinh Ngữ mang theo máu tươi bay lên cao. A, à, một tiếng kêu đau đớn vang vọng lòng đất, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ biến thành dữ tợn, ngay sau đó kiếm ý khủng bố sinh ra trong cơ thể nàng. Không gian chung quanh bị kiếm khí bao phủ, kiếm quang chớp động, thanh thế cực kỳ kinh người. Rất hữu dụng. Dương Diệp gần giọng nói. Ngươi phải chết. Dứt lời, Dương Diệp lại bổ mạnh về phía Mạc Khinh Ngữ, một tia kiếm khí màu tím bắn ra khỏi mũ kiếm, trong đó còn có sát lục kiếm ý và huyền khí màu tím, còn có một tia hỏa diễm gia trì, kiếm khí màu tím cũng biến thành tồn tại kinh khủng. Tốc độ của kiếm khí màu tím cực nhanh, dường như nó có thể xuyên thấu không gian. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Mạc Khinh Ngữ, hơn nữa những nơi đi qua xuất hiện cái rãnh màu trắng trong không gian, không khí nơi đó đã bị đốt thành hư vô, không gian nơi đó cũng bị đốt cháy vặn vẹo. Mạc Khinh Ngữ gầm lên giận dữ, thoáng chốc, vô số kiếm khí chung quanh tụ tập lại, sau đó chúng hóa thành năng lượng màu xanh bao phủ kiếm của Dương Diệp. Oanh! Một đạo khí lãng bộc phát, toàn bộ mặt đất nứt ra. Kiếm khí màu xanh cùng kiếm khí màu tím đều biến mất, nhưng mà một luồng hỏa diễm lại xuất hiện trước mặt Mạc Khinh Ngữ, lúc nhìn thấy tia hỏa diễm kia, gương mặt dữ tợn của Mạc Khinh Ngữ lộ ra cảm giác kinh hãi gần chết, thất thanh nói. Thiên địa linh vật, người lại có thiên địa linh vật. Hiện tại nàng đã biết thứ kia là cái gì, thì ra chính là thiên địa linh vật, nhưng nàng không biết đây là thiên địa linh vật gì. Nhưng nàng cũng không có thời gian để tìm hiểu tia lửa kia là thiên địa linh vật mạnh hay yếu. Nàng không chút do dự. Phong chi ý cảnh thi triển đến cực hạn, một trận gió nhẹ đột nhiên xuất hiện, nàng lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở cách đó hơn 30 trượng, đồng thời tốc độ không giảm mà còn lao đi xa hơn, chỉ qua 2 giây sau, thân hình Mạc Khinh Ngữ đã biến mất cách đó trăm trượng, lúc này mới có tiếng nói vọng về của nàng. Dương Diệp, mối thù cụt tay, ngày khác ta sẽ trả lại gấp trăm lần, chờ đó, ta sẽ trả thù. Nhìn kia thân hình Mạc Khinh Ngữ biến mất ở phía xa. Trong mắt Dương Diệp sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, không có tiểu gia hỏa ở đây, hắn căn bản không cách nào ngăn cản đối phương rời đi. Nhưng cũng không có việc gì, chặt đứt một cánh tay của đối phương cũng coi như thu một điếm lợi tức, hơn nữa bọn họ còn gặp mặt, không phải sao. Thật sự làm người ta khiếp sợ. Lúc này, Mục Quân đột nhiên nói. Không nghĩ tới một nam vực nho nhỏ lại xuất hiện yêu nghiệt như người, không chỉ lĩnh ngộ sát lục kiếm ý. Còn thu phục thiên địa linh vật, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Dương Diệp không nói nhảm, trường kiếm một chảm, một nói kiếm khí màu tím bắn ra. Đối với trước mắt cái này bị thương nặng tiểu gia hỏa của người, hắn cùng với đối phương trong lúc đó còn có cái gì mà nói có thể nói. Đối phương không chỉ có trọng thương tiểu gia hỏa, còn làm hại Hiểu Vũ Tịch suýt nữa thần hồn câu diệt, thù này, hắn tự nhiên phải báo. Nếu đã là địch nhân, nói chuyện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thấy Dương Diệp động thủ, đôi mắt của Mục Quân híp lại, sát ý xuất hiện trong mắt của hắn, nói. Không hổ là kiếm tu, quả nhiên mỗi người đều vô cùng cuồng ngạo. Dứt lời, tay trái của hắn nắm lại thành quyền, một con cự long màu vàng xuất hiện và đánh vào kiếm khí của Dương Diệp. Oanh! Hai người va chạm vào nhau, sau khi va chạm đã có khí kình quét qua bốn phía. Dương Diệp đạp mạnh xuống đất và lướt đi, trong nháy mắt hắn đã đi tới trước người của Mục Quân,
sau đó trường kiếm của hắn đâm thẳng vào Mục Quân. Có sát lục kiếm ý và huyền khí màu tím, còn có lực lượng thân thể gia trì, lực lượng một kiếm này có thể nói là một kiếm mạnh nhất của Dương Diệp. Nga, còn có một tia hỏa diễm. Hắn đã nhìn thấy một kiếm kinh khủng của Dương Diệp lúc trước, Mục Quân không dám khinh thường, cũng không dám đón đỡ, đôi cánh sau lưng vỗ nhẹ và hắn đã biến mất, nhưng hắn cũng không trốn, mà là quỷ dị xuất hiện ở phía sau Dương Diệp khoảng 3 trượng, sau đó có một cự long màu vàng xuất hiện, cự long mang theo kinh khủng đánh về phía Dương Diệp. Đôi mắt Dương Diệp khép hờ, hắn trừ bỏ tạp niệm và hét lớn, Dương Diệp nắm ẩn kiếm và chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí màu tím bắn vào mi tâm của cự long màu vàng. Ngay sau đó cả hai nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, Mục Quân híp mắt lại, trong mắt có nghi hoặc và không giải thích được, còn có khiếp sợ. Bởi vì kiếm khí của Dương Diệp đánh thẳng vào nhược điểm của cự long màu vàng, là trùng hợp hay sao? Nếu như cố ý, sắc mặt của Mục Quân ngưng trọng, bởi vì đồn đãi Dương Diệp là người tinh thông kiếm tâm thông minh, nếu như đồn đãi là thật, như vậy tất cả huyền kỹ của mình đều biến thành trang trí. Đôi mắt Dương Diệp mở ra. Sau đó thân hình khẽ động, chỉ trong nháy mắt hắn tới trước mặt Mục Quân, cổ tay khẽ động, một kiếm chém ngang, một đạo hỏa diễm mang theo huyền khí màu tím bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Mục Quân. Nhìn thấy hào quang của hỏa diễm, Mục Quân nheo mắt lại, bởi vì hắn cảm thấy tim đập nhanh khi cảm nhận năng lượng ẩn chứa trong đó, hắn không dám khinh thường, Mục Quân đạp chân xuống đất, thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ, hắn xuất hiện ở cách đó hơn 30 trượng, nhưng sau một khắc hắn đã lao nhanh về phía Dương Diệp, tay trái mở ra, sau đó hắn tấn côn Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác không gian xung quanh xuất hiện năng lượng vô hình giống như một sợi dây thừng đang chậm rãi trói chặt hắn, làm cho toàn thân hắn bị giam cầm. Trong mắt Dương Diệp bắn ra một tia lệ khí, sau đó hắn chém ra một kiếm. Phá cho ta! Kiếm khí màu tím mang theo hỏa diễm, những nơi đi qua, không gian chung quanh hắn dao động. Kế tiếp cảm giác cấm cố cũng biến mất. Lúc này đây, Dương Diệp không tiếp tục động thủ, mà là nhìn Mục Quân, sau đó cười khinh miệt, nói. Mục Quân, ngươi là thiên kiêu trung vực, ngươi không dám tiếp một kiếm của ta hay sao? Sắc mặt của Mục Quân lạnh lẽo, hắn đã bao lâu chưa bị người khác khiêu khích. Trong người hắn bộc phát năng lượng màu vàng, kế tiếp có một con cự long bay lên cao, cự long lao tới tấn công Dương Diệp. Ngay sau đó là một chùm sáng mạnh lao thẳng về phía Dương Diệp. Tới tốt! Dương Diệp quát lớn, chân phải đạp mạnh, một tia kiếm khí màu tím bay lên cao và va chạm với cự long màu vàng. Oanh! Ánh mắt Mục Quân biến thành ngưng trọng, Dương Diệp va chạm mạnh với cự long, ngay sau đó có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mục Quân nhướng mày, vào lúc này hắn mở to mắt nhìn, bởi vì một con hỏa miêu quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy hỏa miêu kia, đôi mắt Mục Quân co rút dữ dội, sau đó năng lượng màu vàng tụ tập vào bàn tay của hắn, trên tay trái xuất hiện một con cự long to lớn, sau đó hắn xuất quyền tấn công hỏa miêu. Hai người vừa mới tiếp xúc, cự long đã tan vỡ hóa thành vô số tia sáng màu vàng. Tốc độ của hỏa miêu không giảm lao tới tấn công Mục Quân. Lúc này đây, trong mắt Mục Quân lần đầu xuất hiện kinh hãi, một quyền của hắn lúc trước là huyền kỹ thiên cấp hạ phẩm. Nhưng hiện tại là huyền kỹ thiên cấp trung phẩm lại không chịu nổi một kích của hỏa miêu. Hỏa miêu này là tồn tại như thế nào? U minh quỷ hỏa đón gió tăng vọt, chỉ trong nháy mắt nó đã bao phủ long ấn vào trong. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngay sau đó có từng đạo khí lãng giống như sóng to gió lớn lan tỏa ra chung quanh, lòng đất chung quanh sụp đổ thật nhanh. Nhìn biển lửa phía dưới, Dương Diệp do dự một chút, sau đó hắn phất tay phải một cái. U minh quỷ hỏa bay trở về trong cơ thể hắn, ngay sau đó hắn xoay người đâm mạnh một cái, một đạo kiếm quang màu tím xuất hiện. Lòng đất đã sụp đổ xuống, ngay sau đó, chỉ sợ hắn cũng bị chôn vùi, cho nên, hắn phải rời đi. Tuy rằng phía dưới bà một biển lửa, thế nhưng trực giác nói cho Dương Diệp biết, Mục Quân không dễ dàng chết như vậy. Nhưng lúc này hắn không nghĩ nhiều như vậy, nếu cứ ở lại nơi này, hắn chỉ có thể đồng quy vô tận. Vào thời khắc Dương Diệp lao ra khỏi mặt đất, một tia sáng xanh xuất hiện, nó cứ đi theo sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp vừa mới lao ra khỏi mặt đất, lòng đất đã sụp đổ. Nhìn lòng đất lõm xuống, nội tâm Dương Diệp sợ hãi, nếu như tại đi ra ngoài chậm một chút, hắn đã bị chôn sống trong đó. Nếu như bị chôn sống, cho dù hắn nghịch thiên hơn nữa cũng phải chết. Rất nhanh, Dương Diệp cau mày,
bởi vì kia mục quân còn không có đi ra, án theo hắn suy nghĩ, đối phương không có khả năng chết dễ dàng như thế. Đặc biệt đối phương còn có lòng ấn màu vàng kia, lòng ấn màu vàng chính là thứ U Minh quỷ hỏa cũng không thể phá hủy. Nghĩ vậy, Dương Diệp cười khổ, thiên tài trung vực đúng là dầu chảy mỡ, các loại huyền bảo thiên cấp ùn ùn, Dương Diệp hắn hiện tại còn chưa từng có huyền kỹ hay huyền bảo thiên cấp. Huyền bảo còn tốt, mặc dù không có thiên cấp nhưng có vòng xoáy nhỏ trợ giúp, địa giai lại có một đống lớn. Thế nhưng huyền kỹ thì sao? Phân linh kiếm pháp, kiếm khí chỉ, trảm thiên bạt kiếm thuật, ngự kiếm thuật, trong bốn môn kiếm kỹ này, ngoại trừ ngự kiếm thuật còn có trợ giúp lớn với hắn ra, các huyền kỹ khác chỉ là gân gà. Về phần phá long quyền, tuy rằng uy lực phá long quyền chỉ dưới ngự kiếm thuật, nhưng hiện tại thiên tài các vực tập trung tại cổ chiến trường, tác dụng của phá long quyền cũng có vẻ không lớn. Một câu nói, hiện tại Dương Diệp hắn ngoại trừ ngự kiếm thuật, kiếm tâm thông minh và u minh quỷ hỏa ra, hắn không cầm ra môn huyền kỹ nào hợp lệ. Đối với chuyện này, Dương Diệp cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn là một tán tu, không có tông môn, bất kể là huyền bảo hay là huyền kỹ, tất cả đều dựa vào chính hắn nỗ lực, không giống những thiên tài yêu nghiệt này, bọn họ chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện là được, huyền bảo huyền kỹ công pháp đều không cần bọn họ quan tâm. Dưới tình huống như vậy, những người này có thể không cường đại sao? Những huyền giả tán tu kia có thể đối kháng huyền giả yêu nghiệt. Giống như lúc trước, nếu như không có U Minh quỷ hỏa, Dương Diệp hắn lấy cái gì đi ngăn chặn dòng ấn màu vàng kia? Cho dù sử dụng U Minh quỷ hóa một lần cũng tương đương với hắn trọng thương. Vì sao nói như vậy? Bởi vì huyền khí trong cơ thể hắn đã khô, đã không còn một tia. Thôi động U Minh quỷ hỏa là việc cực kỳ hao tốn huyền khí. Lúc trước hắn không tiết chế thôi động U Minh quỷ hỏa, nếu như không phải vòng xoáy nhỏ chuyển hóa thành đan điền của hắn, đừng nói hắn hiện tại chỉ là vương giả cảnh, cho dù đạt tới linh giả cảnh cũng không làm được. Đây là nguyên nhân hắn không dễ dàng khu động U Minh quỷ hỏa, bởi vì mỗi lần vận dụng một lần, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đặc biệt là cổ chiến trường có đầy thiên kiêu. Nếu như không có huyền khí, hắn làm sao có thể đối kháng thiên tài giống như Mạc Khinh Ngữ? Không có huyền khí, thân thể của hắn làm sao ngăn cản những thiên tài yêu nghiệt đứng đầu đại lục? Đáp án là không thể nào. Lúc trước sở dĩ vận dụng U Minh quỷ hỏa cũng chỉ nghĩ dùng một kích giết Mạc Thanh Đạo và Mục Quân, nhưng thật đáng tiếc, hai người này có thực sự rất mạnh, cho dù vận dụng U Minh quỷ hỏa cũng không thể đánh chết đối phương. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn theo thói quen nghiêng sang vai, nhưng nơi đó không còn tiểu gia hỏa quen thuộc. Hắn đứng im lặng một lúc. Dương Diệp lắc đầu nói. Xem ra chính mình còn quá yếu. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn vừa xoay người đã nhìn thấy cơn gió màu xanh xuất hiện, cơn gió màu xanh này chính là Phong Linh Cửu U Hàn Phong. Lúc này Phong Linh Cửu U Hàn Phong rất dịu ngoan, nó chậm rãi xoay tròn trước mặt hắn, vào lúc Dương Diệp không giải thích được, đột nhiên cơn gió màu xanh hơi động nhưng không công kích Dương Diệp, nó bắt đầu bay quanh Dương Diệp, dường như muốn biểu đạt cái gì đó. Người có ý gì? Dương Diệp cau mày hỏi. Đối về Cửu U Hàn Phong, hắn không có cảm tình gì, nếu như không phải bởi vì thứ này, Hiểu Vũ Tịch cũng không rõ sống chết như hiện tại, tiểu gia hỏa cũng không trọng thương ngủ say trong huyền khí trì. Cho nên, hắn không cho đối phương sắc mặt tốt, thậm chí, nếu như không phải kiêng kỵ uy lực khủng bố của vật nhỏ này, hắn còn muốn một kiếm bổ đối phương. Nghe được Dương Diệp hỏi, Cửu U Hàn Phong nhất thời ngừng lại, sau đó lóe lên. Đi tới trước mặt của Dương Diệp, ngay sau đó có sợi tơ thật nhỏ tràn ra. Dương Diệp biến sắc, hắn nhanh chóng lui về phía sau, tức giận nói. Ngươi làm cái gì, có tin ta chém ngươi hay không? Đùa gì thế, một tia năng lượng thật nhỏ kia có uy lực tương đương huyền kỹ địa giai cực phẩm, Cửu U Hàn Phong đang làm cái gì? Nhìn thấy Dương Diệp lui về phía sau, Cửu U Hàn Phong giật mình, sau đó nó lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhưng lần này không có thả những tia gió nhỏ vừa rồi, nó bắt đầu bay quanh Dương Diệp. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp đã hiểu ra, đó chính là vì Cửu U Hàn Phong xem trọng thứ gì đó trên người của hắn, bằng không Cửu U Hàn Phong cũng không có khả năng đi mà quay lại, đồng thời quấn quýt hắn không rời, Dương Diệp hắn không có mị lực lớn như thế. Nhưng Cửu U Hàn Phong xem trọng thứ gì của hắn? Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một vật, đó chính là vòng xoáy nhỏ. Bởi vì ngoại trừ vòng xoáy nhỏ ra, trên người hắn có thứ gì có thể hấp dẫn thiên địa linh vật. Nhưng không phải Cửu U Hàn Phong lúc đó cũng thấy vòng xoáy nhỏ hay sao?
Lúc đó Cửu U Hàn Phong vẫn hơi kháng cự, tại sao hiện tại lại tới? Lẽ nào hấp dẫn Cửu U Hàn Phong không phải vòng xoáy nhỏ, mà là cánh cửa trong vòng xoáy, hoặc nói là khí tức màu tím trong cánh cửa? Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Người muốn tiến vào phía trong vòng xoáy nhỏ. Cơn gió màu xanh rung động. Thấy thế, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Người muốn đi vào cũng không phải là không thể được, nhưng lần này ngươi phải nghe lời ta, được chứ? Cơn gió màu xanh dừng lại. Không có nói. Dương Diệp nhún vai, nói. Như vậy chúng ta mỗi người đi một ngã, ta không thích cưỡng cầu người khác, chúc ngươi hạnh phúc vui sướng. Gặp lại. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, hắn không có một tia lưu luyến và do dự giống như Cửu U Hàn Phong chính là rác rưởi thông thường. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Cửu U Hàn Phong nhất thời nóng nảy, chỉ trong nháy mắt nó xuất hiện trước mặt Dương Diệp, cũng ngăn cản đường đi của Dương Diệp, sau đó nó lại xoay tròn. Dương Diệp trầm mặc, tuy rằng hắn nghe không hiểu Cửu U Hàn Phong đang biểu đạt cái gì, thế nhưng hắn đại khái có thể cảm giác được ý của đối phương, đó là nó không muốn mất đi tự do. Cũng phải, thế gian này, bất kể là người hay là huyền thú, hoặc là sinh linh nào khác, có ai nguyện ý mất đi tự do chứ? Huống nó là thiên địa linh vật. Nghĩ vậy, Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói. Theo ta 10 năm, chỉ cần ngươi nghe ta 10 năm sau, ngươi có thể tự mình rời đi, làm sao? Yên tâm, trong 10 năm này, ta cũng không cần dùng phương pháp gì đó mạnh mẽ khống chế ngươi, được chứ? Cửu U Hàn Phong đình chỉ xoay tròn, qua một lúc sau, hưu, một tiếng, nó trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Thấy thế, Dương Diệp thở dài một ho, khóe miệng của hắn mỉm cười. Một ngày sau, trốn Cửu U, trong một khu rừng rậm, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt khép hờ, trong người hắn không ngừng tuôn ra kiếm khí vô hình, sau đó lại trào ra khỏi cơ thể. Chung quanh còn có kiếm khí màu tím nhạt xuất hiện, kiếm khí cũng không có công kích, kiếm khí chớp động quanh người Dương Diệp và tỏa ra thanh thế kinh người. Trải qua minh thần chi mộ, Dương Diệp hiểu tự thân không đủ, cho dù là ý cảnh, huyền kỹ hay cảnh giới, hắn đều có thua kém nhất định với thiên tài các vực. Nếu như không phải có Mạc lão giúp thu phục U Minh quỷ hỏa, hắn không thể lưu lạc trong cổ chiến trường. Đặc biệt trên cảnh giới, trên con đường phát triển tới bây giờ, hắn đều dựa vào vòng xoáy nhỏ, cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, đây là chuyện tốt, nhưng đây cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là cảnh giới của hắn đã đuổi kịp các thiên tài trung vực, chỗ hỏng chính là đề thăng quá nhanh, tâm cảnh theo không kịp, cảnh giới bất ổn. Bình thường không có gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại là chí mạng, đặc biệt là thời điểm đối chiến với thiên tài. Cho nên, sau khi hắn thu phục Cửu U Hàn Phong, hắn không có đi dạo chung quanh, mà là tìm một chỗ yên tĩnh cũng có cảnh giới và ý cảnh của mình, hay là hắn chuẩn bị tự nghĩ ra một môn huyền kỹ. Không sai, là tự nghĩ ra huyền kỹ. Đương nhiên, đây không phải là tâm huyết dâng trào, mà là lĩnh ngộ sau khi đánh một trận với mục quân. Khi đánh một trận với mục quân, lần đầu tiên hắn vận dụng U Minh quỷ hỏa cùng kiếm khi phối hợp với kiếm ý, phát hiện uy lực kết hợp của chúng quá kinh khủng, chỉ có điều quá thô giáp và đơn điệu, đặc biệt nó không có tác dụng lớn với huyền giả tốc độ cao. Mà hắn lần này đang suy nghĩ làm thế nào kết hợp U Minh quỷ hỏa cùng sát lục kiếm ý còn có kiếm khí màu tím với nhau, sau đó sáng tạo ra một môn kiếm kỹ thuộc về Dương Diệp hắn. Thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt 10 ngày trôi qua. 10 ngày này, Dương Diệp không ngừng vững chắc ý cảnh cùng cảnh giới tự thân, hiệu quả không tồi, dù sao hắn có kiếm tâm thông minh, hắn có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái thông minh, sau đó đi thăm dò bản thân không đủ ở đâu, sau đó hắn không ngừng củng cố. Cứ như vậy, sát lục kiếm ý và cảnh giới của hắn chiếm được đề thăng rất lớn, đặc biệt là sát lục kiếm ý đã có dấu hiệu tăng lên nhưng bị hắn áp chế. Hắn hiện tại, sát lục kiếm ý còn chưa hoàn toàn vững chắc, lại đề thăng sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Đối với hắn mà nói, đây là việc được không bù mất. Hắn có rất nhiều thu hoạch trên phương diện cảnh giới, tuy rằng còn chưa triệt để vững chắc, giải trừ tu vi đề thăng quá nhanh mà tạo thành tai họa ngầm nhưng không còn kém bao nhiêu. Chỉ sợ hắn không thể tiếp tục gia tăng tu vi lên quá nhanh. Giải quyết vấn đề từ ý cảnh cùng cảnh giới, Dương Diệp lại bắt đầu chuyên tâm tự nghĩ ra kiếm kỹ. Kỳ thực cũng không nói là tự nghĩ ra kiếm kỹ, hắn nghĩ làm thế nào kết hợp kiếm ý, huyền khí màu tím, U Minh quỷ hỏa với nhau mà thôi. Ba loại này đều là thứ cực kỳ sắc bén, nếu như có thể kết hợp lại thì tốt, Dương Diệp có tự tin, kiếm kỹ, nãy tuyệt không yếu hơn thiên cấp trung phẩm,
thậm chí có thể sánh ngang thiên cấp thượng phẩm. Nếu chỉ dùng U Minh Quỷ Hỏa gia trì lên kiếm khí thì quá đơn điệu, uy lực cũng có hạn. Rất nhanh, vào lúc Dương Diệp đang ngồi suy nghĩ, đột nhiên đôi mắt hắn sáng lên, nếu như U Minh Quỷ Hỏa có thể gia trì lên kiếm khí cùng huyền kiếm, chẳng phải nó cũng có thể gia trì lên kiếm trận. Nghĩ đến liền làm. Dương Diệp đứng lên, cổ tay khẽ động, hai hộp kiếm xuất hiện, tâm niệm vừa động, 36 thanh huyền kiếm trong hộp kiếm bay ra ngoài, do dự một chút ngón tay của Dương Diệp khẽ nhúc nhích, hắn lấy ra hơn 10 chuôi huyền kiếm trong nạp giới ném vào trong hộp kiếm vô cực. Kể từ đó, hộp kiếm vô cực đã có 200 thanh huyền kiếm địa giai thượng phẩm. Dương Diệp tâm niệm vừa động, 200 chuôi huyền kiếm địa giai thượng phẩm kia tiến vào tổng hộp kiếm vô liền hóa thành 200 đạo kiếm quang màu tím phóng lên cao, chúng hợp thành kiếm trận trên không trung. Nhìn kiếm trận trên bầu trời, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó bàn tay mở ra, một tiếng vang nhỏ sinh ra, U Minh Quỷ Hỏa xuất hiện trong bàn tay hắn. Dương Diệp bấm tay bắn ra, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành tia lửa bay lên cao, ngay sau đó nó bắt đầu dung hợp vào trong kiếm quang. Đây là công việc rất phức tạp, bởi vì Dương Diệp không chỉ khống chế kiếm trận, hắn còn phải khống chế U Minh Quỷ Hỏa gia trì lên huyền kiếm, đây là việc hao tổn tâm thần. Chỉ qua vài giây, trên trán của Dương Diệp đã đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệch. Nhưng hắn vẫn không buông tha. Nếu phía sau không có tông môn trợ giúp, không có huyền kỹ, ta sẽ tự nghĩ ra huyền kỹ. Chẳng lẽ không có tông môn làm chỗ dựa thì ta không sống được? Dương Diệp hắn không tin ta. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành vô số tia lửa nhỏ bám vào huyền kiếm, phàm là huyền kiếm bị U Minh Quỷ Hỏa gia trì đều biến thành màu tím, đồng thời bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như bên trong có thứ gì đó sắp lao ra. Dần dần, 200 thanh huyền kiếm trên bầu trời biến thành màu đỏ tím, nhưng sắc mặt của Dương Diệp lúc này đã biến thành tái nhợt, trên gương mặt đầy mồ hôi lạnh, trong mắt còn lộ ra cảm giác mệt mỏi. Bành! Trên bầu trời, một tiếng nổ lớn vang lên, 200 thanh huyền kiếm bị hỏa diễm đốt nổ tung, tiếp theo, 200 chuôi huyền kiếm rơi xuống đất. Dương Diệp còn đặt mông ngồi xuống đất thở hổn hển. Khốn kiếp, việc này quá hao tổn tâm thần. Dương Diệp khó chịu mắng một câu, khống chế huyền kiếm, đây đã là chuyện cực kỳ hao tổn tâm thần, cộng thêm khống chế U Minh Quỷ Hỏa, hắn phải phân hóa 200 tia hỏa diễm bám vào mỗi thanh huyền kiếm, cho dù như vậy, hắn còn phải khống chế 200 thanh huyền kiếm, còn khống chế thêm 200 phần U Minh Quỷ Hỏa. Việc này không hao tổn tâm thần hay sao? Nhưng hắn sẽ buông tha. Đáp án tự nhiên là sẽ không. Sau khi hấp thu gần 100 viên năng lượng thạch, Dương Diệp bắt đầu lần thứ hai. Hắn không ngừng thất bại, Dương Diệp bắt đầu thử nghiệm lặp đi lặp. Lại, nếm thử huyền kỹ là một chuyện cực kỳ khô khan mà lại nhàm chán, mỗi lần thất bại đều làm Dương Diệp mệt mỏi, tâm thần bị hao tổn, mỗi lần thất bại đều đau khổ, bởi vì hắn đồng thời khống chế 200 huyền kiếm cùng U Minh Quỷ Hỏa. Nhưng Dương Diệp vẫn không muốn buông tha. Năm đó hắn từ đệ tử ngoại môn bị giáng chức xuống làm đệ tử tạp dịch, trong cơ thể không có một tia huyền khí, nhưng hắn vẫn dựa vào ý chí tự thân tu thành, luyện thể quyết đến 3 năm. Trong 3 năm, hắn bị cười nhạo bao nhiêu, nhận bao nhiêu khinh bỉ. Hắn chưa từng buông tha bao giờ. So sánh với 3 năm đó, chút khổ cực hiện tại tính là cái gì chứ? Cứ như vậy, ngày từng ngày trôi qua, mỗi ngày, Dương Diệp luyện tập từ sáng sớm đến khi bầu trời tối đen. Sau đó hắn lại luyện tập tới hừng đông, lúc này có mấy lần thành công, đương nhiên, thành công không có nghĩa kiếm kỹ thành công, mà là hắn có thể gia trì U Minh Quỷ Hỏa và đô trong huyền kiếm. Thế nhưng, muốn khống chế được U Minh Quỷ Hỏa gia trì vào 200 chuôi huyền kiếm công kích thì vô cùng khó khăn. Nói đơn giản một chút, muốn khô kinh chế kiếm trận có 200 U Minh Quỷ Hỏa và huyền kiếm, hắn nhất định phải một tâm tam dụng. Nửa tháng qua đi, Dương Diệp vẫn chưa sáng tạo ra huyền kỹ mới. Nhưng trong nửa tháng qua, Dương Diệp cũng có rất nhiều thu hoạch, đó chính là ngự kiếm thuật càng ngày càng thành thục, không chỉ có ngự kiếm thuật, hắn vận dụng kiếm ý càng ngày càng thuần thục, thậm chí có thể nói đạt tới trình độ ý tùy tâm động. Chỉ là có điểm đáng tiếc chính là huyền kỹ vẫn chưa thành công. Nửa tháng qua, hắn đã thử nghiệm suốt mấy vạn lần. Mỗi một lần đều thất bại vào thời khắc dung hợp U Minh Quỷ Hỏa và huyền kiếm công kích, mỗi lần chúng đều tách ra như thế, cho nên hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây mới là việc làm hắn cảm thấy phiền muộn. Còn có một việc làm cho Dương Diệp cảm thấy cực kỳ phiền muộn, đó là năng lượng thạch của hắn đã tiêu hao rất nhiều vào một tháng qua.
Mỗi một lần thôi động kiếm trận và U Minh Quỷ Hỏa, hắn không chỉ có tiêu hao tâm thần, còn tiêu hao rất nhiều huyền khí. Mỗi một lần thất bại cũng có ý nghĩa hắn vận dụng cả trăm năng lượng thạch để khôi phục. Nửa tháng qua đi, năng lượng thạch của hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Mà bây giờ, hắn phải vận dụng năng lượng thạch cực phẩm, hắn chỉ có 10 viên năng lượng thạch cực phẩm, sau khi hắn tặng cho Hiểu Vũ Tịch, hiện tại hắn chỉ còn lại 8 viên, mỗi dùng một viên cũng làm hắn đau lòng thật lâu. Nhưng còn hoàn hảo, hiệu quả của năng lượng thạch cực phẩm không làm hắn thất vọng, không chỉ nhanh chóng nhồi đầy huyền khí, hơn nữa còn có hiệu quả duy trì liên tục, bởi vì ăn một viên năng lượng thạch cực phẩm có thể dùng suốt 5 ngày. Có năng lượng thạch chống đỡ, Dương Diệp có thể chuyên tâm tu hành kiếm kỹ. Một tháng sau, trên không trung của rừng rậm, huyền kiếm đỏ rực không ngừng huyền phù trên không trung, sau khi huyền kiếm không ngừng xoay tròn, kiếm trận chung quanh tỏa ra sát lục kiếm ý vô hình, sát lục kiếm ý rời khỏi kiếm trận một phạm vi nhất định sẽ lùi trở về trong kiếm trận. Không chỉ có như vậy, xung quanh kiếm trận còn có hỏa diễm như có như không, những hỏa diễm kia cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, không khí đều bị đốt thành hư vô. Không gian chung quanh kiếm trận còn vặn vẹo một cách mơ hồ. Phía dưới, nhìn kiếm trận đang xoay tròn, trên gương mặt Dương Diệp lộ ra thần sắc nghiêm túc, hắn quát. Rơi. Nhất thời, nhìn từng thanh kiếm như sấm sét không ngừng rơi xuống rừng rậm. Oanh. Giống như thần lôi đánh vào mặt đất, trong rừng rậm sinh ra tiếng nổ rất lớn. Ngay sau đó là vô số quả cầu lửa sinh ra trong kiếm trận. Tất cả mọi thứ trong phạm vi vài trăm trượng của kiếm trận đều bị phá hủy, vô số hỏa diễm lan ra chung quanh giống như tận thế. Mà Dương Diệp thì sao? Vào thời khắc kiếm trận rơi xuống đất, Dương Diệp đã nheo mắt, thầm. Nghĩ không xong, đáng tiếc hắn lúc này không kịp lẫn trốn, hắn chỉ có thể vội vã thả ra huyền khí che phủ thân thể, còn có tử kim chiến giáp cũng sinh ra vòng bảo hộ, nhưng đáng tiếc vẫn muộn, khí lãng khuếch tán quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ thân thể của hắn. Khốn kiếp. Vào thời khắc hỏa diễm bao phủ, Dương Diệp không nhịn được mắng to một câu. Lần này hắn đùa lớn rồi, hiện tại hắn chỉ hy vọng U Minh Quỷ Hỏa kiếm trận có uy lực kém một chút, chỉ mong nó có nhược điểm, khi đó hắn có thể chống lại, không thì, Dương Diệp hắn có khả năng trở thành người đầu tiên chết dưới huyền kỹ mà hắn sáng tạo ra. Một lát sau, Dương Diệp biến mất không thấy bóng dáng, không chỉ như vậy, mặt đất ban đầu đã biến thành hố sâu trăm trượng, vì sao nói là hố sâu? Bởi vì cái hố đã sâu 10 trượng, mà bùn đất trong hố đã bị nung đỏ biến thành dung nham, hơn nữa cái hố không ngừng lan ra chung quanh. Đột nhiên có một thân ảnh trần trụi nhảy ra khỏi hố. Người này chính là Dương Diệp, mà lúc này Dương Diệp chật vật tới cực điểm. Y phục trên người đã biến mất, da thịt của hắn cũng biến thành đỏ rực giống như thịt kho tàu, trọng yếu nhất là tóc của hắn biến mất không còn, biến thành một người đầu trọc. Không. Phải nói toàn thân của hắn không còn một cọng lông nào cả. Không chỉ có như vậy, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện da thịt của Dương Diệp đã thay mới, hơn nữa thân thể hắn đang run rẩy. Ho! Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, Dương Diệp mệt mỏi ngồi dưới đất, hắn xoay người nhìn hố sâu to lớn, trong mắt Dương Diệp còn hiện ra cảm giác kinh sợ. Tất cả do mình tạo thành, mình trâu bò như thế sao? Chỉ sợ đây là huyền kỹ thiên cấp đấy. Suy nghĩ một chút. Dương Diệp hưng phấn tới mức run rẩy. Nhưng rất nhanh, hắn lại khiếp sợ, bởi vì một kích lúc trước suýt nữa hại chết hắn. Việc này không quá lời, trong nháy mắt huyền khí màu tím bị phá đi, tử kim chiến giáp còn khá một chút, nó chỉ duy trì được vài giây là bị hơi nóng đốt thành hư vô. Đúng vậy, tử kim chiến giáp của hắn đã không có, điều này làm cho Dương Diệp đau lòng không nhỏ. Sau khi tử kim chiến giáp bị phá hủy, hắn phải sử dụng thân thể chống đỡ khí nóng. Vào thời khắc thân thể của hắn tiếp xúc với khí nóng, Dương Diệp cảm giác mình như bị U Minh Quỷ Hỏa tập kích bất ngờ, cảm giác đau đớn làm hắn phải thét lớn để phát tiết. Tuy rằng thân thể đủ sức ngăn cản khí nóng nhưng hắn cũng lâm vào trạng thái trọng thương, hơn nữa huyền khí trong cơ thể cũng bị kiếm trận rút đi sạch sẽ. Huyền khí bị kiếm trận hút sạch, việc này quá kinh khủng, chỉ sợ huyền khí của cường giả linh giả cảnh ngũ trọng trở lên cũng không đủ dùng. Hơn nữa, một điểm trọng yếu nhất chưa nói đến chính là hắn chỉ bị sóng khí lan tới mà thôi, nếu như hắn chống lại chính diện. Nghĩ vậy, Dương Diệp càng khẩn trương và run rẩy. Lắc đầu, Dương nở nụ cười tươi, tuy rằng hắn bị kiếm trận làm chật vật như vậy nhưng hắn rất cao hứng, dù sao đây là huyền kỹ do hắn sử dụng, trên trời dưới đất, chỉ có một mình hắn làm được. Ừ, mình nên đặt tên kiếm trận này là cái gì bây giờ?
Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm một câu, nếu hắn vừa mới sáng tạo ra kiếm trận, như vậy hắn nên lấy tên mới được, nhưng tên gì bây giờ? Điều này làm cho Dương Diệp cảm thấy khó khăn. Một lát sau, đôi mắt của Dương Diệp áng lên, nói. Nếu kiếm trận là do U Minh Quỷ Hỏa và Huyền Kiếm tạo thành, vậy gọi là Quỷ Hỏa kiếm trận đi, Quỷ Hỏa kiếm trận, ha ha, không sai, hai ha. Dứt lời, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, hộp kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, sau đó tâm niệm vừa động, 200 thanh huyền kiếm trên mặt đất phóng lên cao, tất cả đều bay vào trong hộp kiếm. Sau khi cất hộp kiếm, hắn đang chuẩn bị thu hồi hộp kiếm vào trong nhẫn, đột nhiên Dương Diệp cau mày, trong đầu của hắn xuất hiện ý nghĩ, nếu U Minh Quỷ Hỏa có thể gia trì lên kiếm trận, đều là thiên địa linh vật, cửu U Hàn Phong có thể làm được hay không? Nghĩ vậy, Dương Diệp không thể bình tĩnh được nữa. Đúng thế, mặc dù bây giờ thu phục cửu U Hàn Phong, thế nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng động tới cửu U Hàn Phong, hắn chưa hiểu năng lực của cửu U Hàn Phong. U Minh Quỷ Hỏa có thể gia trì lên kiếm trận, có thể chế tạo ra biển lửa kinh khủng như thế, cửu U Hàn Phong thì sao? Nếu gia trì lên kiếm trận sẽ có biến hóa thế nào? Tuy rằng rất muốn biết, thế nhưng Dương Diệp cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, bởi vì hắn không còn một chút huyền khí nào, đừng nói thôi động kiếm trận, cho dù sử dụng kiếm khí cũng không được. Hơn nữa nếm thử lợi dụng cửu U Hàn Phong, quá trình này cũng cực kỳ tiêu hao huyền khí giống như U Minh Quỷ Hỏa. Hiện tại hắn đã tiêu hao hết năng lượng thạch, hắn muốn thử cũng không làm được. Lần thứ hai lắc đầu, Dương Diệp ngồi xuống đất, sau đó hắn lại cầm một khối năng lượng thạch cực phẩm ra hấp thu. Trong cổ chiến trường này, hắn phải bảo chứng thực lực luôn sung túc, nơi này không phải thí luyện Thanh Vân Bảng tại Nam Vực, ở chỗ này, tùy tiện lấy ra một người cũng là thiên tài yêu nghiệt. Cẩn thận có thể đi thuyền vạn năm, cẩn thận hơn một ít luôn luôn không sai. Sau nửa canh giờ, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục hoàn toàn, vào thời khắc huyền khí đã đầy, đột nhiên cánh cửa có huyền khí chỉ mở ra, việc này làm nội tâm của Dương Diệp run lên bần bật. Vào lúc Dương Diệp khẩn trương, trong ánh mắt bất an của hắn, một người chậm rãi bay ra khỏi cánh cửa kia, cũng rơi vào trong huyền khí chỉ, người này nằm cạnh Tử Điêu, người này không là người khác, đó chính là Hiếu Vũ Tịch. Tâm niệm Dương Diệp vừa động, hắn rời Hiểu Vũ Tịch ra bên ngoài cơ thể, ôm Hiểu Vũ Tịch, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, đôi mắt Hiểu Vũ Tịch nhắm nghiền, Dương Diệp cảm giác trái tim của mình đau đớn giống như bị ai đó bóp nát. Bàn tay chậm rãi đặt lên gò má của Hiểu Vũ Tịch, nhìn mái tóc bạc của nàng, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch vẫn tái nhợt, Dương Diệp lắc đầu, thấp giọng nói. Tại sao lại ngu như vậy, người có thể đi, người rõ ràng có thể đi, người phải đi. Bọn họ không thể ngăn cản người, tại sao người lưu lại, còn hy sinh thọ mệnh vì ta? Vì sao? Đời này, ngoại trừ mẫu thân và muội muội ra, đã không có người nào vô tư nỗ lực vì Dương Diệp. Khi nhỏ bị người ta khi dễ trong kiếm tông, chịu đủ nhân tình ấm lạnh, từ đó hắn tạo thành tính cách ích kỷ. Đúng vậy, Dương Diệp hắn có thể nói là một người lòng dạ hẹp hòi, vì tư lợi. Loại tính cách này làm cho hắn có rất ít bằng hữu, không? Phải nói cơ bản không có. Từ khi tiếp xúc với Hiểu Vũ Tịch tới nay, thành thật mà nói, hắn vẫn ôm lòng cảnh giác với Hiểu Vũ Tịch, đúng vậy, hắn không dễ dàng tin tưởng người nào, bởi vì hắn quá rõ ràng thứ gọi là nhân tâm. Cho dù là hảo hữu tri kỷ, thậm chí là thân nhân, trước mặt lợi ích, tất cả đều có thể tùy thời phản bội. Thân nhân, bằng hữu, có bao nhiêu người chống được khảo nghiệm? Hắn hôn nhẹ lên trán Hiểu Vũ Tịch một cái, Dương Diệp thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, cho dù lên trời hay xuống đất, ta nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho ngươi. Dứt lời, Dương Diệp thu Hiểu Vũ Tịch vào huyền khí chỉ trong vòng xoáy đần điền, nhìn Tử Điêu cùng Hiểu Vũ Tịch nằm trong huyền khí chỉ, Dương Diệp thống khổ nhắm mắt lại. Mất đi thân nhân mới để ý tới tư vị này, Dương Diệp PC hắn thể sẽ không trải qua cảm giác này lần nữa. Hiểu Vũ Tịch vẫn chưa tỉnh, việc này đại biểu vòng xoáy cũng không có biện pháp, nhưng cũng hoàn hảo. Vòng xoáy nhỏ có thể bảo trụ thần hồn của Hiểu Vũ Tịch, không cho thần hồn biến mất, chỉ cần thần hồn còn tồn tại, hắn có thể tìm ra biện pháp cứu trị sinh cơ của nàng, từ đó hắn có thể giúp Hiểu Vũ Tịch sống tiếp. Nhưng thứ gì có thể chữa trị sinh cơ? Hắn không biết, thế nhưng có một người khẳng định biết, đó chính là Mạc Lão. Nghĩ vậy, Dương Diệp không chút do dự, tâm niệm vừa động, một thanh huyền kiếm trôi nổi trước người hắn, hắn thả người nhảy lên huyền kiếm, tâm niệm vừa động. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng về hướng Nam Vực. Cái gì Tiềm Long Bảng, cái gì tranh khí vận,
Dương Diệp hắn hiện tại cũng không thời gian quản tới việc này, hiện tại với hắn mà nói, làm cách nào cứu hiểu Vũ Tịch mới là trọng điểm. Khi hắn toàn lực bay đi, tốc độ của hắn cực nhanh, theo hắn suy nghĩ, với tốc độ ngự kiếm của hắn hiện tại, hắn chỉ mất một ngày là có thể tới Nam Vực. Nhưng mà hắn còn không có bay được một dặm, hắn gặp một người tương đối quen thuộc, không, phải nói là Long. Đầu Long này không phải người khác, hắn chính là Ứng Long đứng cùng phe với đám người Ma Kha, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này Ứng Long chỉ đi một thân một mình, Ma Kha và Hồn U không ở bên cạnh hắn. Một người một con rồng rằng co nhau trên không trung. Do dự một chút, Dương Diệp nhìn vào mắt đối phương, sau đó hắn ngự kiếm vòng qua đối phương, tiếp tục bay thẳng về phía Nam Vực, hiện tại hắn cũng không tâm tình giao thủ với hoặc đánh cướp đối phương. Cứu hiểu Vũ Tịch mới là việc cấp bách. Nhân loại, chậm đã. Thời điểm Dương Diệp muốn vòng qua đối phương, đột nhiên Ứng Long lên tiếng, đồng thời có Long uy vô hình bao phủ Dương Diệp, điều này làm cho ánh mắt của Dương Diệp lạnh như băng, lúc này đôi mắt hắn đỏ bừng. Xoay người, sát lục kiếm ý thả ra ra, mang kia cổ Long uy phá tán, Dương Diệp lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó cổ tay hắn khẽ động, ẩn kiếm xuất hiện trong tay, không chút do dự, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn lập tức lao nhanh về phía Ứng Long. Hắn không muốn gây chuyện để lãng phí thời gian, thế nhưng đáng tiếc, đối phương lại không để hắn được như ý, nếu như vậy, vậy giết đi. Dù sao hắn không có gì cần nói đối phương gọi hắn lại, không cần suy nghĩ, tuyệt đối không có chuyện gì tốt, cho nên, nói nhiều chỉ lãng phí thời gian. Mà bây giờ hắn thiếu nhất chính là thời gian, đặc biệt là dưới tình huống Hiểu Vũ Tịch không rõ sống chết thế nào, thời gian của hắn chính là tính mạng của Hiểu Vũ Tịch. Nghe nói Long huyết có thể tăng cường thân thể, không biết là thật hay giả. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện ý niệm này. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời liền động thủy trong mắt Ứng Long sinh ra sát ý đáng sợ. Hắn đi tới nơi này là bởi vì cảm nhận được có năng lượng vô hình hấp dẫn hắn. Đúng vậy, hắn không biết loại đồ vật này là cái gì, thế nhưng hắn biết, loại đồ vật này có chỗ tốt lớn với hắn. Cộng thêm bên này phát sinh tiếng nổ, cho nên Ứng Long nghĩ. Bên này khẳng định có thiên địa linh vật xuất thế, dù sao rất nhiều linh vật xuất thế đều kinh thiên động địa. Nghĩ vậy, Ứng Long không chút do dự bỏ qua Ma Kha và Hồn U đuổi theo bắt tà quân, sau đó một người nhanh chóng lao về phía bên này. Nhưng hắn không nghĩ tới lại gặp phải Dương Diệp, vào thời khắc nhìn thấy Dương Diệp, hắn đã có sát tâm, bởi vì Dương Diệp chạy tới từ hướng phát ra vụ nổ, bởi vì Dương Diệp là nhân loại, bởi vì... Nói chung, đơn độc gặp phải nhân loại. Đối phương đều phải chết. Nhưng hắn không ngờ đối phương lại động thủ trước. Điều này làm cho Ứng Long càng giận dữ, biến hóa nhanh chóng, khôi phục bản thể, sau đó đầu rồng mở rộng, Dương Diệp lại lựa chọn chém vào đầu của hắn. Thanh Long bộ tộc, nhất ngoại trừ thiên phú thần thông cường đại của bọn họ ra, bọn họ còn có thân thể cường đại, thân thể Long tộc mạnh mẽ cỡ nào, huyền giả nhân loại có thể phá. Cho nên Ứng Long mới lựa chọn phương thức công kích đơn giản nhất. Đó chính là chọi cứng. Hắn không sử dụng thiên phú thần thông mạnh nhất, bởi vì hắn thấy, dùng thân thể cường đại đã là để mắt tới Dương Diệp rồi. Ứng Long khinh địch sơ suất, Dương Diệp thì không, hắn hiện tại không có thời gian, cho nên hắn không bảo lưu thực lực của mình, U Minh Quỷ Hỏa lặng lẽ ra chỉ vào ấn kiếm, sau đó mang theo kiếm ý lục trọng bổ vào đầu rồng của Ứng Long. Ứng Long ngăn cản Dương Diệp, đã làm hắn lãng phí thời gian, điều này làm cho Dương Diệp bộc phát sát ý vô tận. Cho nên, lúc này hắn không bảo lưu thực lực của mình. Nhìn thấy Dương Diệp muốn chọi cứng với mình, trong mắt Ứng Long lộ ra một tia xem thường, nếu như Dương Diệp thi triển kiếm kỹ cao giai gì đó còn tốt, dù sao đối phương cũng là kiếm tu. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp lại muốn chọi cứng với hắn, con kiến hôi như người muốn chết hay sao? Vào lúc ánh mắt Ứng Long sinh ra khinh thường, kiếm của Dương Diệp đã chém mạnh vào đầu của Ứng Long, đang, một tiếng vang nhỏ. Kiếm trong tay Dương Diệp run rẩy rất mạnh, khinh thường trong mắt của Ứng Long càng đậm. Ngay vào lúc này, một tia hỏa diễm nhỏ xuất hiện trong tay Dương Diệp. Vào lúc sợi hỏa diễm xuất hiện, đôi mắt to lớn của Ứng Long mở to, trong mắt hắn không có khinh miệt, chỉ có hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi chiêu kiếm này, nhưng mà, bởi vì hắn sơ suất khinh địch nên hỏa diễm đã chạm vào đầu rồng của hắn. Kiếm của Dương Diệp đã đâm vào đầu của Ứng Long, sau đó đôi mắt của Dương Diệp híp lại. Hắn quát lớn. Bảo. Dứt lời, U Minh Quỷ Hỏa đã tiến vào trong đầu Ứng Long. Giống. Ứng Long giống lên giận dữ, nhưng mà, trong nháy mắt U Minh Quỷ Hỏa bộc phát,
đầu rồng của hắn nổ tung, vô số thứ đỏ và trắng bay lả tả khắp nơi. Oanh! Thân thể to lớn rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất rung động kịch liệt. Ứng Long đã chết, đúng vậy, hắn chết không thể chết lại. Có thể nói hắn chết vì sơ suất khinh địch, nếu như hắn không khinh địch, vừa chiến đấu đã sử dụng thực lực mạnh nhất, hoặc hắn không liều mạng với U Minh Quỷ Hỏa của Dương Diệp, nếu Dương Diệp muốn giết hắn cũng khó khăn. Dù sao thực lực cùng cảnh giới của đối phương còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Dương Diệp phất tay một cái, U Minh Quỷ Hỏa bay vào trong cơ thể của hắn. Nhìn thi thể Ứng Long không đầu, cổ tay Dương Diệp hơi động, một quả nạp giới xuất hiện trong tay hắn, kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu rút gân lột ra. Đây chính là Long đấy, toàn thân cao thấp đều là bảo bối, cho dù là một cọng lông cũng có thể bán với giá đắt. Đặc biệt là máu của nó, nghe đồn huyết dịch Long tộc có thể tăng cường thân thể, đối với huyết dịch Ứng Long, Dương Diệp sẽ không bỏ qua, sau khi thu đầy 10 cái nạp giới, lúc này hắn mới thu sạch máu của Ứng Long. Đương nhiên hắn sẽ không sử dụng long huyết vào lúc này, hắn hiện tại không thời gian, thu hồi huyết dịch và thi thể Ứng Long, Dương Diệp lại ngự kiếm bay thẳng về hướng Nam Vực. Hắn toàn lực phi hành như thế, một ngày sau, Dương Diệp đi tới đoạn hồn nguyên. Ôm Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp đi tới trước nhà tranh, hắn vừa đi tới nhà tranh, cánh cửa nhà tranh đã chậm rãi mở ra, Mạc Lão bước ra ngoài. Mạc Lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn vào Hiểu Vũ Tịch trong ngực Dương Diệp. Vào thời khắc hắn nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch, Mạc Lão nhíu mày, nói. Bị trời nguyền rủa, sinh cơ trong cơ thể đã biến mất hoàn toàn, đáng tiếc. Bị trời nguyền rủa. Dương Diệp nhướng mày, nói. Mạc Lão có ý gì? Mạc Lão khẽ cười cười, nói. Trên đời này, tổng có vài người ưa thích làm chuyện nghịch thiên, nhưng bọn họ không có bản lĩnh nghịch thiên, sau đó sẽ bị trời xanh nguyền rủa. Loại nguyền rủa này rất kinh khủng, bởi vì nó truyền lại đời đời. Nữ tử trong ngực của ngươi, chắc là tổ tiên hoặc là gia tộc đã làm chuyện nghịch thiên, sau đó mới bị trời xanh giáng xuống trừng phạt. Dương Diệp trầm giọng nói. Mạc Lão, có phương pháp khôi phục sinh cơ trong cơ thể nàng hay không? Ngươi phải cứu nàng. Mạc Lão nhìn Dương Diệp, hắn ngạc nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Ngươi cũng biết ngươi cứu nàng cũng là hành vi nghịch thiên. Mạc Lão nói. Nàng bị ông trời nguyền rủa. Người cứu nàng cũng có ý nghĩa nghịch thiên mà đi, kể từ đó, người sẽ bị ông trời trừng phạt, đây là nghiêm phạt, rất nghiêm trọng. Dương Diệp lắc đầu, nói. Mạc Lão, người nên nói có biện pháp nào cứu nàng hay không? Về phần ông trời nghiêm phạt, ha ha, cùng lắm chỉ chết mà thôi, ta có gì phải sợ. Mạc Lão nhìn Dương Diệp một lát, sau đó lắc đầu nói. Trẻ tuổi, rất dễ dàng xung động, cũng được, ta không ngăn cản ngươi. Không thì người sẽ ghi hận lão nhân ta. Nói đến đây, Mạc Lão nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Muốn cứu nàng thì phải khôi phục sinh cơ trong cơ thể bị ông trời xóa đi, mà chữa trị sinh cơ tương đương cứu một người chết. Việc này có độ khó quá lớn, người phải chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch trong ngực, sau đó nói. Cho dù khó khăn hơn nữa, ta cũng muốn đi làm. Mạc Lão gật đầu, nói. Có ba loại phương pháp có thể khôi phục sinh cơ trong cơ thể nàng. Loại phương pháp thứ nhất, thế gian có một thiên địa kỳ vật tên là sinh mệnh chi nguyên. Sinh mệnh chi nguyên, do thiên địa linh khí tụ tập mà thành, đừng nói chữa trị sinh cơ, cho dù một người hồn phách tản, chỉ cần chưa biến mất hoàn toàn cũng có thể cứu được. Không chỉ có như vậy, nó có thể tăng thọ nguyên cho nhân loại và huyền thú. Đi nơi nào tìm sinh mệnh chi nguyên? Dương Diệp mừng rỡ nói. Mạc Lão lắc đầu, nói. Ta không biết, ta có thể xác định thế gian có loại vật này, bởi vì ta từng nhìn thấy một người sử dụng, đáng tiếc hắn đã dùng hết sinh mệnh chi nguyên. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ, sau đó nói. Mạc Lão, ngươi nói phương pháp thứ hai đi. Ngay cả Mạc Lão cũng không biết nơi nào có sinh mệnh chi nguyên, thì hắn phải đi tìm thế nào. Hắn tự nhiên không sợ lãng phí thời gian, nhưng Hiểu Vũ Tịch chờ được sao? Mạc Lão cười cười, sau đó nói. Loại thứ hai dễ hơn loại thứ nhất một chút, ngươi chớ cao hứng, chuyện này đối với ngươi mà nói còn khó hơn lên trời. Loại phương pháp thứ hai chính là, thuận lòng thiên mệnh, sinh mệnh cùng chung. Sinh mệnh cùng chung. Dương Diệp không hiểu nói. Chính là hai người dùng chung thọ mệnh, nói đơn giản là ngươi phân thọ mệnh cho nàng, hiểu chưa? Mạc Lão nói. Như vậy cũng có thể. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó nói. Mạc Lão,
Người bây giờ phân thọ mệnh của ta cho Vũ Tịch đi. Nào có dễ dàng như vậy? Mạc lão lắc đầu, nói. Nếu như là người khác thì không có gì khó, thế nhưng nàng không được, bởi vì nàng đã bị ông trời nguyền rủa, muốn chia sẻ thọ mệnh với nàng, nhất định phải thuận lòng thiên mệnh, cũng chính là được trời cao tán thành. Không thì, người bây giờ mang thọ mệnh phân cho nàng, tuy rằng có thể giúp nàng tỉnh lại, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó nàng sẽ bị ông trời tiêu diệt. Cho nên, người phải nhận được trời cao tán thành, phải làm như thế nào đạt được trời cao tán thành. Việc này có một cơ hội, đó chính là số mệnh trong Tiềm Long Tháp, nếu như ngươi thu được số mệnh, sau đó mang số mệnh tặng cho nàng, khi đó có thể trung hòa nguyền rủa của nàng. Số mệnh có thể trung hòa nguyền rủa trên người nàng. Dương Diệp vẫn nói, hắn thấy, số mệnh là thứ hư vô mờ mịt, không phải dùng để duy trì tông môn hoặc gia tộc hưng thịnh hay sao? Tại sao có thể trung hòa nguyên rủa? Đương nhiên, Mạc lão nói, dưới lòng đất Tiềm Long Tháp có một đầu long mạch. Long mạch nhận thiên địa tán thành mà sinh ra, dùng số mệnh tới trung hòa nguyền rủa trên người nàng, chắc là có thể. Đến lúc đó, không, hắn là từ giờ trở đi, ngươi nên chậm rãi phân thọ mệnh cho nàng, từ đó giúp nàng bảo trì trạng thái, sống, không thì sau này nàng có sống lại cũng nhận rất nhiều tổn thương. Chờ người thu được số mệnh và đánh tan nguyền rủa của nàng, sau đó một lần duy nhất phân thọ mệnh cho nàng, từ đó nàng sẽ tỉnh táo lại, đương nhiên, phân bao nhiêu thọ mệnh là lựa chọn của ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó lắc đầu cười khẽ, hắn vốn đi cổ chiến trường chỉ là vì tìm kiếm Cửu U Hàn Phong, hắn không nghĩ tới tranh Tiềm Long Tháp. Nhưng hiện tại hắn không thể không tranh. Số mệnh, hắn Dương Diệp tình thế bắt buộc. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nói. Mạc lão, hiện tại ta làm thế nào chia sẻ thọ mệnh cho Vũ Tịch? Nghe vậy, gương mặt của Mạc lão hơi cổ quái, hắn trầm ngâm một lát, cổ tay hắn khẽ động. Sau đó một quyển trục xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp, nói. Chính ngươi xem đi. Dứt lời, Mạc lão trực tiếp biến mất tại chỗ. Dương Diệp nhìn quyển trục trong tay, sau đó sửng sốt, hắn nhìn thấy trên quyển trục viết, song tu quyết. Mở quyển trục ra xem, sắc mặt Dương Diệp hơi mất tự nhiên, bởi vì. Song tu quyết là hai người song tu, sau đó một phương mang thọ mệnh chậm rãi truyền cho đối phương. Không những được truyền thọ mệnh. Còn có thể truyền tu vi, cũng có thể giúp hai người đạt tới cảnh giới tâm ý tưởng thông. Nói tóm lại, song tu quyết này có rất nhiều cách dùng, nhưng mà... Nhìn hiểu Vũ Tịch trong ngực, sắc mặt Dương Diệp càng mất tự nhiên, chẳng phải Vũ Tịch sẽ thua thiệt hay sao? Thế nhưng nếu như không làm như vậy, thần hồn cùng thân thể của Hiếu Vũ Tịch sẽ bị hao tổn. Cứu và không cứu, Dương Diệp hơi khó khăn. Đứng tại chỗ một lát, bỗng nhiên Dương Diệp lắc đầu cười. Tự diễu nói. Bản thân mình có phải nam nhân hay không? Nữ tử trước mặt đã làm nhiều việc vì hắn như vậy, Dương Diệp hắn đời này sẽ để nàng chịu thiệt sao? Tự nhiên là không thế, nếu không thì hắn còn do dự gì chứ? Về phần đến lúc đó đối mặt Hiểu Vũ Tịch thế nào, việc này cần nghĩ hay sao? Mềm không được thì cứng rắn không được thì dây dưa, dù sao Dương Diệp nhất định sẽ cưới nàng. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp không còn do dự, hắn vung tay phải lên, tia sáng tím xuất hiện, hắn ngự kiếm bay đi. Một chỗ trong sơn động, nhìn Hiểu Vũ Tịch trước mặt, Dương Diệp lần thứ hai gặp khó khăn. Tuy rằng đã nghĩ thông suốt, thế nhưng thời điểm phải làm thật, trong lòng hắn có chút thấp thỏm và khẩn trương, dù sao hắn không có kinh nghiệm phương diện này. Một lần duy nhất là vào thời điểm thần trí của hắn không rõ ràng, điều này làm cho Dương Diệp cảm thấy buồn bực không thôi. Hiện tại, thần trí của hắn thanh tỉnh, hắn cũng không thể nào hạ thủ. Đứng tại chỗ một lát, Dương Diệp lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nhìn gương mặt an tĩnh của Hiểu Vũ Tịch. Dung mạo của Hiểu Vũ Tịch cực kỳ xinh đẹp, nàng giống như khối ngọc tuyệt mỹ điêu khắc mà thành, hai gò má trơn bóng như ngọc, bờ môi đỏ tươi, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa còn có mái tóc trắng như tuyết. Lúc này Hiểu Vũ Tịch nằm an tĩnh ở trước mặt hắn giống như thần nữ hạ phàm, không phải nữ tử trần gian. Nhìn nữ tử trước mắt, Dương Diệp hơi ngây dại. Nếu như có thể vĩnh viễn nhìn nữ tử trước mắt như vậy, kỳ thực cũng là một chuyện hạnh phúc. Dương Diệp sinh ra ý niệm như vậy. Kỳ thực, hạnh phúc, có lúc thực sự rất đơn giản. Dương Diệp cúi người hôn nhẹ lên bờ môi đỏ tươi của Hiểu Vũ Tịch, sau đó thấp giọng nói. Đời này, ta nhất định không phụ ngươi. Dứt lời, bàn tay run rẩy của Dương Diệp dần dần chạm vào ngực của Hiểu Vũ Tịch. Nói không khẩn trương đó là giả,
dù sao lần đầu làm chuyện này, hơn nữa đối phương còn hôn mê. Nhưng chuyện như vậy, mặc dù là lần đầu tiên nhưng đa số nam nhân đều vô sự tự thông, Dương Diệp cũng không ngoại lệ. Sau khi cởi quần dài của Hiểu Vũ Tịch, đùi ngọc trắng như tuyết xuất hiện, hô hấp của Dương Diệp trở nên dồn dập, trên trán còn có vài giọt mồ hôi giống như đại chiến với người khác rất lâu. Đôi mắt Dương Diệp nhắm lại, hít sâu một hơi, sau đó hắn mở hai mắt ra, động tác tay thật nhanh, y phục toàn thân Hiểu Vũ Tịch đã bị Dương Diệp cởi hết, ngọc thể đẹp không sao tả xiết xuất hiện trước mặt Dương Diệp, đôi mắt Dương Diệp hơi đỏ, hô hấp càng dồn dập. Dương Diệp không phải người vô tình, hắn cũng không phải là thái giám nên sẽ có phản ứng, đôi tay vô sự tự thông bắt đầu vuốt ve ngọc phong. Ba canh giờ sau, trong động, Dương Diệp đã mặc xong y phục cho Hiểu Vũ Tịch, sau đó hắn hôn lên bờ môi đỏ mỏng của nàng một cái, ôn nhu nói. Vũ Tịch, chờ ta nhất định sẽ giúp người tỉnh lại nhanh thôi. Dứt lời, Dương Diệp thu Hiểu Vũ Tịch vào vòng xoáy nhỏ. Sau khi đã thu Hiểu Vũ Tịch vào trong vòng xoáy nhỏ, đôi mắt Dương Diệp khép hờ, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Song thể, đây đúng là công pháp tiêu hồn thực cốt, nhưng sau khi thực hiện lại hao tổn tinh thần rất lớn, bởi vì công pháp này cần hai người đồng thời vận chuyển, song phương cùng nhau tu luyện, nhưng bây giờ Hiểu Vũ Tịch vẫn còn hôn mê, cho nên chỉ có thể do một mình hắn dẫn động, điều này làm cho tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn, cộng thêm hắn thông qua song tu truyền thọ mệnh cho Hiểu Vũ Tịch, lúc này Dương Diệp đã cực kỳ mệt mỏi. Đương nhiên, cho dù uể oải nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện. Một lúc sau, Dương Diệp mở hai mắt ra, cổ tay khẽ động, thiên ma thần thể, lấy được từ tay Ma Kha đã xuất hiện ở trên tay hắn. Tuy bây giờ hắn có được U Minh Quỷ Hỏa cùng Cửu U Hàn Phong, càng sáng tạo ra kiếm trận khủng khiếp như Quỷ Hỏa kiếm trận, thế nhưng hắn vẫn không dám xem nhẹ những thiên tài yêu nghiệt của Nam Vực. Phải biết rằng, hắn nắm chắc bài, lẽ nào người ta sẽ không có lá bài tẩy sao? Không chừng. Lá bài tẩy của những người này còn mạnh hơn lá bài tẩy của hắn. Cho nên, hắn cần phải mạnh mẽ hơn trước, chỉ có trở nên mạnh mẽ, hắn mới có khả năng chiếm một vị trí trong Tiềm Long Tháp, từ đó thu được số mệnh gia thân, chỉ có thu được số mệnh thì Hiểu Vũ Tịch mới có thể sống. Không chỉ vì Hiểu Vũ Tịch, cũng vì mẫu thân, cũng vì chính hắn cần phải mạnh hơn trước mới được. Bởi vì đây là thế giới cường giả vi tôn, không có thực lực, tất cả đều là mây khói. Nhìn, thiên ma thần thế, trong tay, ánh mắt Dương Diệp càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì thiên ma thần thể thực sự rất cường đại, cho dù chỉ đạt được tàn quyển cũng làm Dương Diệp khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn từ quyển thượng của thiên ma thần thế, Dương Diệp đã có thể tưởng tượng thân thế Ma Kha mạnh mẽ như thế nào. Có thể nói như vậy, nếu như hắn tu thành quyển thượng của thiên ma thần thể, cộng thêm cường độ thân thể ban đầu cường đại, chỉ sợ thân thể của Dương Diệp mạnh đến mức cường giả linh giả cảnh cũng khó thương tổn. Càng làm Dương Diệp bất đắc dĩ chính là, phương pháp tu luyện thiên ma thần thể thật sự là quá biến thái, quá biến thái. Vì sao nói như vậy? Bởi vì phải tu luyện thiên ma thần thể, nhất định phải có ba điều kiện cơ sở. Thứ nhất, đó là thân thể phải mạnh tới trình độ nhất định, trình độ gì? Ít nhất phải có thân thể đạt tới cường độ huyền thú linh cấp. Yêu cầu này, Dương Diệp trái lại đã thỏa mãn, nhưng Dương Diệp cười khổ khi nhìn thấy yêu cầu thứ hai và thứ ba. Điều kiện thứ hai, chính là cần nắm loại linh thảo phụ trợ, đó là kim cương quả, hàn băng dịch, hỏa long cân thanh thiên diệp, địa từ cô. Dương Diệp không biết bất cứ cái nào trong năm loại, thế nhưng Dương Diệp chỉ có thể cười khổ, bởi vì năm loại linh thảo này đều là thiên cấp thượng phẩm. Linh thảo thiên cấp thượng phẩm, cho dù hắn là phù văn sư cũng khó có thể lấy được. Dù sao chỉ cần là linh thảo thiên cấp, trên cơ bản đều có là chỉ bảo vô giá, chỉ cần vừa xuất hiện. Các đại nhân vật khắp nơi sẽ tranh mua. Mà tu luyện thiên ma thần thể cũng cần 5 loại, điều này làm cho Dương Diệp cười khổ. Về phần loại thứ ba càng làm Dương Diệp cười khổ cũng không cười được. Bởi vì cái điều kiện thứ ba là, cần máu của 4 loại thần thú, cũng chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hắn ngược lại có máu Thanh Long, thế nhưng ba thần thú khác thì sao? Ông trời ơi, lẽ nào hắn muốn đối địch với toàn bộ yêu vực hay sao? Chỉ tu quyển thượng đã cần nhiều đồ vật nghịch thiên như vậy, nếu như tu luyện quyển hạ thì sao? Lúc này Dương Diệp hơi hiểu vì sao Ma Kha hào phóng như vậy, bởi vì người bình thường có lấy được thiên ma thần thể cũng vô dụng. Giống như bây giờ, hắn có được thiên ma thần thể nhưng không thể tu luyện. Nhưng Dương Diệp vẫn không có ý định buông tha, bởi vì
Này thiên ma thần thể thực sự rất biến thái, đặc biệt đối với hắn mà nói. Thân thể của hắn được huyền khí màu tím cùng u minh quỷ hỏa rèn luyện qua, sở dĩ không có mạnh như vậy ma kha, đó là bởi vì hắn chưa từng có công pháp luyện thể tốt. Nếu như tu luyện thiên ma thần thể, cộng thêm huyền khí màu tím cùng u minh quỷ hỏa, Dương Diệp có tự tin, thân thể tuyệt đối có thể vượt qua ma kha. Dù sao ma kha cũng không có đồ vật nghịch thiên như huyền khí màu tím cùng u minh quỷ hỏa. Nghĩ đến liền làm, Dương Diệp vung tay phải lên, tia sáng tím xuất hiện, hắn ngự kiếm bay thẳng về hướng cổ vực thành. Sở dĩ đi cổ vực thành, ngoại trừ đi thu thập 5 loại linh thảo ra, cũng bởi vì muốn đi cổ vực thành đổi năng lượng thạch, phải biết rằng, hắn hiện tại rất nghèo, hắn chỉ còn lại một viên năng lượng thạch cực phẩm cuối cùng, có thể không dùng thì không dùng cho thỏa đáng, bởi vì nó có khả năng cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Chỉ trong chốc lát, Dương Diệp đã đi tới cổ vực thành. Nhìn bốn cánh cửa cổ vực thành đã được sửa lại, Dương Diệp cảm khái rất nhiều. Lần đầu tiên tới nơi này, hắn cùng với Tiểu Gia Hỏa suýt nữa chết tại đây, Tiểu Gia Hỏa. Nghĩ đến Tiểu Gia Hỏa, ánh mắt Dương Diệp mờ đi, lúc này có một đôi mắt băng lãnh nhìn sang Dương Diệp. Hai người đã thương hiểu Vũ Tịch và Tiểu Gia Hỏa, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ bắt bọn họ trả lại gấp trăm lần. Dương Diệp, là ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu, chỉ thấy một đám huyền giả không ngừng bước ra ngoài cửa, hắn lại quen biết hai người cầm đầu, chính là Kiếm Vô Cực và Diễm Vũ, phía sau hai người này còn có 60-70 người, từ trang phục mà nhìn, bọn họ đều là huyền giả nam vực. Nói chuyện chính là Diễm Vũ, Cửu U, bọn họ không dám đi, bởi vì đi chỗ đó đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bọn họ đi, cơ bản chỉ là đồ ăn cho kẻ khác. Bởi vậy, bọn họ gây dựng một chi đội ngũ. Mỗi ngày đi tới vài chỗ thí luyện chung quanh cổ vực thành, nhưng bọn họ cũng không dám đi xa, hơn nữa mỗi ngày còn phải chạy về cổ vực thành, bởi vì ở ngoài thành rất không an toàn. Hiện tại, bọn họ đang muốn đi ra ngoài lịch lãm, bọn họ không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Dương Diệp, nghĩ đến thực lực của Dương Diệp, Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực vô cùng kiêng kỵ, nếu như bình thường đơn độc gặp phải, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ quay đầu rời đi. Nhưng hiện tại bọn họ không ý kỵ, bởi vì phía sau bọn họ còn có rất nhiều thiên tài nam vực. Người chính là Dương Diệp. Đúng lúc này, một gã nam tử trẻ tuổi đánh giá Dương Diệp, sau đó lạnh lùng nói. Nhìn chằm chằm vào Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực, đôi mắt Dương Diệp híp lại, nghe thấy có người hỏi mình, ánh mắt Dương Diệp nhìn lên người nam tử trẻ tuổi, nói. Ngươi là người nào? Vương Vũ. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi hẳn đã nghe qua tên ta rồi. Ta là con trai độc nhất của Lý Gia, một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Đô, phụ thân ta là Vương Cương, ngươi. Xin lỗi, chưa từng nghe qua. Cổ tay của Dương Diệp khẽ động, một tia sáng đã đâm vào ngực tên nam tử này. Sau khi xuất một kiếm chém giết tên nam tử, Dương Diệp nhìn về phía Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực, nói. Các ngươi hiện tại cũng đã rời khỏi cổ vực thành, nói cách khác. Dương Diệp. Ngươi dám động. Diễm Vũ vừa quát lớn, nhưng không chờ nàng nói xong, một tia sáng tím đã quỷ dị xuất hiện trên cổ của nàng, sau đó giọng nói dừng lại, máu tươi dần dần chảy ra khỏi cổ, ngay sau đó nàng nghiêng đầu ngã xuống đất. Đám người có mặt ở nơi này đều ngây người như phỗng. Dương Diệp chỉ xuất một chiêu, ấn kiếm bay trở về trong tay hắn, nhìn thi thể không đầu trên mặt đất, Dương Diệp lắc đầu, nói. Người của Bách Hoa Cung thật sự làm người ta chán ghét. Từ nay về sau, ta thấy một sẽ giết một. Nói đến đây, đột nhiên Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Vô Cực, Kiếm Vô Cực biến sắc, sau đó hắn không do dự lui về phía sau. Nhưng hắn còn chưa đi tới cửa thành đã bị một đạo kiếm quang đâm xuyên ngực. Chỉ trong chớp mắt, Kiếm Vô Cực và Diễm Vũ đã bị Dương Diệp miểu sát, mọi người nơi đây sợ hãi. Mặc dù bọn họ được xưng là thiên tài trong nam vực nhưng cũng tự hiểu lấy mình. Đó chính là bọn họ tuyệt đối không thắng được Kiếm Vô Cực cùng Diễm Vũ, nhưng mà hai người này lại không tiếp nổi một đòn của Dương Diệp. Nhìn Kiếm Vô Cực té xuống đất, Dương Diệp lắc đầu, thực lực của Kiếm Vô Cực vô cùng tốt, nếu như hắn không phải khiếp đảm sợ hãi, nếu đối phương rút kiếm đấu với hắn, hắn cũng không bị mình chém giết dễ dàng như vậy. Thật đáng tiếc, đối phương không có dũng khí rút kiếm, một tên kiếm tu còn không dám rút kiếm thì hắn có thể mạnh đến thế nào? Thu hồi ẩn kiếm. Há đần vung tay phải một cái, nạp giới của Diễm Vũ cùng Kiếm Vô Cực bay vào trong tay hắn, hắn cất xong nạp giới, Dương Diệp không nhìn ánh mắt kiêng kỵ của đám huyền giả chung quanh,
Ánh mắt hắn nhìn thiên môn đã được chữa trị tốt, sau khi hắn nhìn một lát, Dương Diệp nhấc chân đi vào trong đó. Hắn muốn xông thiên môn. Trong huyền giả của Nam vực có người la lớn. Cổ tay khẽ động, trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh huyền kiếm địa giai thượng phẩm. Hắn cầm theo huyền kiếm địa giai thượng phẩm tiến lên phía trước. Dương Diệp tiến tới gần thiên môn, dần dần, sát lục kiếm ý sinh ra. Khi bước chân của Dương Diệp càng ngày càng tới gần thiên môn, sát lục kiếm ý của hắn từ nhất trọng biến thành nhị trọng, tam trọng. Lúc Dương Diệp đi tới thiên môn, sát lục kiếm ý đã biến thành lục trọng đỉnh phong, kiếm trong tay Dương Diệp cũng xuất hiện màu đỏ như máu. Nhìn thiên môn, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đang di chuyển điên cuồng, sau đó huyền khí không ngừng rót vào trong huyền kiếm, màu sắc của kiếm không ngừng biến ảo và biến thành màu đỏ tím. Vào lúc khí thế của hắn không hề giữ lại, Dương Diệp nâng chân phải lên, bước chân tiến vào thiên môn, vào lúc này, không gian bên trong thiên môn ba động, ngay sau đó có một chùm sáng màu xanh bay thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy tia sáng màu xanh bay tới gần, ánh mắt của Dương Diệp bắn ra một tia lệ khí đáng sợ, chân phải đạp mạnh một cái, thân thể giống như một viên đạn pháo bay thẳng về phía trước, hắn quát. Phá! Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp mang chém tia sáng màu xanh kia thành hai nửa. Vào lúc này, lại có một chùm sáng xanh lao tới, nó tiếp tục tấn công Dương Diệp, tốc độ kia còn nhanh hơn tia sáng ban đầu vài lần. Đôi mắt Dương Diệp híp lại, hắn lại cầm kiếm chém ra một kích. Vào lúc kiếm va chạm với tia sáng màu xanh, kiếm trong tay Dương Diệp nổ tung và hóa thành vô số mảnh vụn, tốc độ của tia sáng màu xanh cũng bay thẳng vào ngực Dương Diệp. Dương Diệp phản ứng không chậm. Vào thời khắc tia sáng màu xanh va chạm với huyền kiếm, tay phải của hắn nắm lại thành quyền, hắn vận dụng kình lực đấm mạnh vào tia sáng màu xanh kia. Oanh! Tia sáng màu xanh cũng biến mất, Dương Diệp cũng bị tia sáng xanh đẩy lui vài bước, hai chân trượt dài trên mặt đất, sau khi hắn lui 7-8 trượng mới có thể dừng lại. Khi nhìn thấy Dương Diệp tiếp được tia sáng màu xanh thứ hai, các huyền giả Nam vực đều xôi trào. Vào lúc này bọn họ đã quên mất tất cả không hài lòng với Dương Diệp. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm, đó là Nam vực cũng có huyền giả có thể xông thiên môn. Bên trong cổ vực thành, địa vị của huyền giả Nam vực là thấp nhất, bởi vì mỗi vực đều có huyền giả xông qua thiên môn cùng địa môn, mà Nam vực chưa từng có một ai. Nói chung, huyền giả Nam vực có địa vị thấp nhất tại cổ vực thành, cũng là nhất chịu khi dễ một cái vực, nguyên nhân, tự nhiên là Nam vực huyền giả yếu. Ngay thời điểm Dương Diệp tiếp được tia sáng màu xanh thứ hai, không gian bên trong thiên môn xuất hiện ba động, lúc này lại có tia sáng màu xanh bay ra ngoài, sau đó xuyên thấu không gian, chỉ trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Cũng may Dương Diệp lần này có chuẩn bị tâm lý, cho nên, trước đó trong quá trình lui lại, trong tay hắn lại xuất hiện một thanh huyền kiếm, trên huyền kiếm còn có một tia hỏa diễm bao phủ. Phá! Quát to một tiếng, Dương Diệp chém xuống một kiếm, vào thời điểm kiếm va chạm với tia sáng màu xanh. Kiếm trong tay Dương Diệp hóa thành một đống mảnh vụn, nhưng tia rửa kia giống như con rắn nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã bám dính vào tia sáng, ngay sau đó tia sáng màu xanh cũng nổ tung. Nhìn thấy cảnh này, các huyền giả Nam vực đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả đám hoan hô như sấm. Dương Diệp không thèm nhìn huyền giả Nam vực, hắn dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn thiên môn. Quả nhiên thiên môn quá kinh khủng, nếu như không phải hắn củng cố cảnh giới và kiếm ý của bản thân, đồng thời đề thăng thực lực. Chỉ sợ hắn có dùng tới U Minh Quỷ Hỏa cũng không thể ngăn cản tia sáng màu xanh kia. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp không chút do dự, hắn không ngừng tiến vào trong thiên môn, vào lúc này có một lão giả tóc bạc xuất hiện trước mặt hắn, lão giả nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm tu Nam vực, nhìn thấy lão nhân lăng không xuất hiện, ánh mắt Dương Diệp cảnh giác, lão giả trước mặt tuyệt đối là siêu cấp cường giả, hắn không dám khinh thường, lập tức gật đầu. Là đệ tử kiếm tông. Lão giả tóc bạc lại hỏi, Dương Diệp lắc đầu. Thấy Dương Diệp lắc đầu, trong mắt lão giả tóc bạc hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó nói. Kiếm ý bén nhọn như vậy, tại sao ngươi không phải đệ tử kiếm tông? Nói đến đây, lão giả tóc bạc dừng một lúc mới hỏi. Lẽ nào ngươi là đệ tử nguyên môn? Cũng phải, mặc dù Nam vực kiếm tông không tệ nhưng không thể so sánh với nguyên môn. Dương Diệp cười khổ, nói. Tiền bối. Ta chỉ là một kẻ tán tu, không có tông môn. Ngươi là tán tu. Lão nhân kinh ngạc nói. Dương Diệp gật đầu. Ánh mắt của lão nhân tóc bạc ánh mắt biến thành cổ quái. Hắn quan sát Dương Diệp một lát,
Lão nhân tóc bạc do dự một chút, dường như muốn nói cái gì nhưng chung quy hắn vẫn im lặng, hắn hít sâu một hơi, bàn tay hơi nhúc đi nhích và đưa một tấm huy chương tới trước mặt Dương Diệp. Phàm là người tiến vào thiên môn đều sẽ đạt được huy chương này, mang huy chương lên cáo, sau này ngươi có thể tự do ra vào thiên môn mà không bị thiên môn công kích. Không chỉ như vậy, huy chương này còn có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt và ưu đãi trong cổ vực thành, ngươi sau này chậm rãi thể ngộ đi. Dứt lời, lão nhân tóc bạc tiếc hận nhìn Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Lão nhân tóc bạc chính là Thiên Huyễn, lúc nghe Dương Diệp là tán tu, hắn đã có suy nghĩ thu Dương Diệp vào tông môn, thế nhưng rất nhanh, hắn liền bỏ qua. Bởi vì thọ mệnh của Dương Diệp chỉ còn 10 năm mà thôi. Không chỉ có như vậy, trên người Dương Diệp còn có một cổ lực lượng vô hình đang không ngừng ăn mòn sinh cơ của Dương Diệp. Đương nhiên hắn biết đó là cái gì, đó chính là thiên phạt. Hắn không biết tại sao Dương Diệp lại bị thiên phạt, nhưng việc này không trọng yếu, quan trọng là nếu như nhận lấy Dương Diệp, như vậy ý nghĩa phải cứu mạng Dương Diệp, cũng chính là nghịch thiên mà đi, sẽ cải mệnh cho Dương Diệp. Cộng thêm dốc lực toàn bộ tông môn mới có thể làm, nhưng vì một kiếm tu kiếm ý lục trọng thì không đáng. Cho nên, hắn bỏ qua. Dương Diệp cũng không biết lão nhân tóc bạc xuất hiện tại nơi này là muốn thu hắn vào tông môn, nhưng cho dù biết thì hắn cũng không đáp ứng. Tiến nhập tông môn, như vậy ý nghĩa sẽ có ràng buộc, cũng bị chế ước. Dương Diệp hắn không thích cảm giác bị ràng buộc và chế ước này, hắn ưa thích khó chịu thì rút kiếm, khó chịu thì giết người, cảm giác một người một kiếm tung hoành thiên hạ. Kiếm không có ràng buộc mới có thể phát huy ra uy lực đáng sợ. Nhìn huy chương trong tay, Dương Diệp cười cười, sau đó đem thu vào, hắn xông qua thiên môn không phải nghĩ làm náo động, hắn chỉ vì tấm huy chương này, có huy chương này, hắn muốn làm chuyện gì trong cổ vực thành cũng đơn giản hơn nhiều. Cất xong huy chương, Dương Diệp đang chuẩn bị tiến vào thiên môn, vào lúc này có một giọng nói vang lên sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp, nghe được có người gọi mình, Dương Diệp cau mày, xoay người, hắn thấy một đám huyền giả nam vực chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn, là nam tử tóc dài nói chuyện. Có việc, Dương Diệp hỏi, đối với đám huyền giả nam vực, hắn thật sự không có hứng thú, chỉ cần những người này không đến trêu chọc hắn, hắn sẽ xem bọn họ như không khí. Mặc dù mọi người đều là người nam vực nhưng hắn hiểu rõ ràng, trong những người này có chín thành hy vọng Dương Diệp chết đi, hoặc là nói, tất cả huyền giả nam vực có mặt và không có mặt tại đây đều hy vọng Dương Diệp hắn chết. Nhưng hắn không quan tâm, có quá nhiều người muốn Dương Diệp hắn chết, nhưng chẳng phải hắn hiện tại vẫn sống rất tốt hay sao? Nam tử tóc dài do dự một chút, nói, chúng ta hy vọng theo ngươi lăn lộn. Dương Diệp sửng sốt, kinh ngạc nói. Ta không nghe lầm chứ, các ngươi theo ta lăn lộn. Nam tử tóc dài và những người sau lưng gật đầu. Dương Diệp nhìn mọi người một lúc, sau đó nói. Vì sao trước kia không nói? Nếu như ta không xông qua thiên môn, các ngươi sẽ đến nói sao? Đương nhiên, mọi người ta thực tế, ta hiểu, tuy rằng ta hiểu thế nhưng xin lỗi, ta không thích. Dứt lời, Dương Diệp xoay người rời đi, hắn không do dự chút nào. Hắn tự nhiên biết những người này có chủ ý gì, đó là muốn lợi dụng Dương Diệp hắn, cùng hắn lăn lộn. Đùa giỡn, tại sao không làm từ sớm? Nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, sắc mặt nam tử tóc dài cùng đám huyền giả sau lưng khó coi. Hừ, hắn tính là cái gì chứ, giống như chúng ta yêu cầu cùng hắn lăn lộn vậy. Thấy thân ảnh Dương Diệp biến mất trong thiên môn, một gã huyền giả hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói. Thực lực của hắn quá mạnh. Nếu như chúng ta theo hắn, nhất định sẽ không bị người khác khi dễ, khi đó địa vị của chúng ta trong cổ vực thành sẽ đề cao, nhưng thật đáng tiếc. Có người thở dài nói. Tất cả mọi người im lặng. Sau khi tiến vào cổ vực thành, Dương Diệp nhìn thấy vô số ánh mắt nhìn mình, về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn vào từ thiên môn. Dĩ nhiên có người xông qua thiên môn, tấm tắc, các ngươi nói một chút, đó là thiên tài của vực nào. Ta đoán chắc là trung vực, phải biết rằng, ngoại trừ trung vực, các vực khác cơ bản không có người xông qua thiên môn. Cũng không nhất định, không phải các vực khác cũng có một nhân vật như kiếm tông tổ sư hay sao? Kiếm tông tổ sư, đừng nói giỡn, loại nhân vật đó một vạn năm xuất hiện một người là hiếm thấy, có hai người trở lên sẽ bị ông trời kiêng kỵ. Dương Diệp nhìn mọi người, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó hắn đi vào nội thành, hắn thầm nghĩ tìm một chỗ an tĩnh. Bởi vì hắn muốn chế tác phù lục.
phù lục, đừng nói thứ này rất chân quý tại Nam Vực, nó cũng là thứ cực kỳ chân quý trong toàn bộ huyền giả đại lục. Tuy rằng yêu nghiệt như Ma Kha đã không cần kiêng kỵ thuật phù và phù lục cấp thấp, nhưng trong cổ vực thành cũng không có mấy người có thực lực như Ma Kha. Đặc biệt là những huyền giả thường xuyên đi lại trên đại lục, bọn họ khẳng định vô cùng cần phù lục. Chế tác phù lục tự nhiên là dùng để bán, toàn thân hắn không có năng lượng thạch, không chỉ tu luyện kiếm kỹ hay tu luyện cảnh giới, tất cả đều không tiện, bởi vì bất kể là tu luyện kiếm kỹ hay là cảnh giới, tất cả đều tiêu hao năng lượng thạch. Đặc biệt vòng xoáy nhỏ biến thành đan điền, mỗi một lần hấp thu đều cần mấy trăm viên trở lên. Bởi vậy khi lão nhân tóc bạc cho hắn huy chương dẫn tới vô số người nhìn kỹ, Dương Diệp liền thu hồi huy chương. Mang huy chương bởi vì hắn không muốn trêu chọc phiền phức, mà hiện tại xem ra còn mang tới phiền phức lớn hơn. Đi lại trong thành một lúc lâu, rốt cuộc Dương Diệp tìm được một tửu lâu, sau khi tiến vào bên tổng, lúc này có một nữ tử đi tới nghênh đón, nhìn thấy nữ tử váy xanh kia, Dương Diệp ngẩn ra, trong mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc. Ngược lại không phải nữ tử lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, mà là nữ tử này hơi quen mắt, dường như là Thành Chiêu Dương, Phù Văn Sư Phân Hội, Tiêu Ngọc Nhi. Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới, hắn cũng từng gặp qua nữ tử Tiêu Ngọc Nhi này vài lần. Vào lúc Tiêu Ngọc Nhi nhìn thấy Dương Diệp cũng ngẩn ra, sau đó sắc mặt của nàng mất tự nhiên. Nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia phức tạp, chẳng bao lâu sau. Mình cũng cho rằng đối phương là bằng hữu, nhưng không nghĩ tới, theo thời gian trôi qua, bản thân mình đã quên đi nữ tử trước mặt. Chẳng lẽ mình thật sự quá mức vô tình? Lắc đầu, Dương Diệp chủ động bắt đầu chào hỏi, nói. Tiêu tiểu thư, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau tổng cổ vực thành này. Nhìn thấy Dương Diệp mở miệng, sắc mặt Tiêu Ngọc Nhi tự nhiên một ít, nhìn Dương Diệp trước mắt, trong mắt nàng cũng có vẻ phức tạp. Không thể phủ nhận, nàng từng có hảo cảm với hắn. Chỉ là tạo hóa trêu người, một chuyện nhỏ có thể làm quan hệ giữa nàng và hắn căng thẳng, khi nàng muốn vãn hồi, Dương Diệp cũng một bước lên trời, thu được thanh vân bảng đệ nhất, hắn đạt tới độ cao mà nàng không với tới. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu chính là gia tộc cấm nàng có bất kỳ liên hệ nào với Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp ban đầu ở Nam Vực đắc tội Bách Hoa Cung cùng Nguyên Môn, còn có Quỷ Tông, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, dưới tình huống đó, ai dám có quan hệ với Dương Diệp. Không thấy Phù Văn Sư Công Hội và Kiếm Tông cũng muốn từ bỏ Dương Diệp sao? Tiêu Ngọc Nhi hít một tiếng, sau đó nói. Ta cũng không nghĩ tới lại gặp Dương Huynh ở nơi này, không phải Dương Diệp Huynh đi Cửu U hay sao? Tại sao ngươi biết ta đi Cửu U? Dương Diệp ngạc nhiên nói. Nơi đó có linh hồn thể có thể đề thăng linh hồn, với thực lực của Dương Huynh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tiêu Ngọc Nhi cười nói. Thì ra là thế. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Tiêu tiểu thư tới đây làm gì? Làm công. Tiêu Ngọc Nhi nói. Làm công. Dương Diệp cau mày, nói. Với gia thế của Tiêu tiểu thư, chẳng phải có thể làm tốt hơn sao? Tiêu Ngọc Nhi cười khổ, nói. Dương Huynh có chỗ không biết, phàm là huyền giả đi từ Nhân Môn và Cẩu Môn tiến vào cổ vực thành, tất cả đều phải giao phí ở lại cổ vực thành. Phí ở lại một ngày là 50 năng lượng thạch một ngày, cho dù là ta cũng không gánh nổi, không có năng lượng thạch, chỉ có một biện pháp ở lại cổ vực thành, đó chính là làm công miễn phí cho thế lực trong thành. Ta vẫn tương đối tốt, các huyền giả Nam Vực khác có địa vị cực kỳ thấp kém trong thành. Dương Diệp trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Nếu sống thê thảm như vậy, vậy tại sao bọn họ không quay về Nam Vực đi? Trở về không được. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu, cười khổ nói. Vì sao? Dương Diệp không giải thích được. Bởi vì chỉ cần huyền giả nhân loại ra khỏi thành quá xa sẽ bị giết chết. Trong mắt Tiêu Ngọc Nhi xuất hiện một tia bất đắc dĩ, nói. Chung quanh cổ vực thành có yêu vực cùng ma tộc cùng huyền giả minh tộc, bọn họ không có đi thí luyện, bọn họ chuyên môn liệp sát huyền giả nhân loại chung quanh cổ vực thành, cho nên hiện tại, trừ phi mọi người kết thành đại quân đi cùng nhau, bằng không mọi người sẽ không dám bước ra khỏi cửa thành. Không tới 1.000 người lại vây giết mấy vạn nhân loại, thật là bi ai. Dương Diệp cười nói, đương nhiên hắn sẽ không đồng tình với những huyền giả này, ban đầu ở cổ vực thành, nếu như toàn bộ huyền giả nhân loại đoàn kết lại tiêu diệt ma tộc cùng yêu tộc cùng minh tộc, tuyệt đối không phải việc khó gì, nhưng thật đáng tiếc, vì lợi ích tự thân và tư thái không liên quan tới mình, những huyền giả nhân loại này lựa chọn đứng nhìn. Hiện tại tốt lắm,
đã bị báo ứng. Đương nhiên hắn sẽ không đi làm cứu thế chủ, nói khó nghe một chút, những người này chết sống có quan hệ gì tới hắn. Mỗi người đều ích kỷ, Dương Diệp hắn càng như vậy. Hát không nói hắn không có năng lực cứu thế chủ, hắn hiện tại chỉ muốn làm hai việc, đầu tiên phải tìm năng lượng thạch để tu hành kiếm kỹ, thứ nhì là nỗ lực đề cao thực lực, sau đó đi tranh đoạt số mệnh cứu Hiểu Vũ Tịch. Đương nhiên, còn có một việc, đó chính là cứu mẫu thân. Hắn tạm thời không có năng lực làm việc này, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời thả xuống trước. Dương huynh, chắc hẳn ngươi vào Từ Nhân Môn đúng không? Lúc này, đột nhiên Tiêu Ngọc Nhi nói. Dương Diệp thu hồi tâm tư, ngẩn ra, nói. Thế nào? Với thực lực của ngươi chắc là đi vào Từ Nhân Môn. Tiêu Ngọc Nhi cười nói. Như vậy thì tốt rồi, nếu như Dương huynh không địa phương đi, có thể theo ta làm công tại nơi này, không có việc gì, chúng ta còn có thể cùng nhau nghiên cứu phù văn. Nói ra thật xấu hổ, đến bây giờ, ta vẫn còn là phù văn sư tam phẩm. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Tiêu Ngọc Nhi ửng đỏ. Làm công. Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Ta hiện tại không có thời gian làm công, ừ, Tiêu Tiểu Thư, ngươi là nghĩ quay về Nam Vực hay tiếp tục lưu lại cổ vực thành, sau đó chờ đợi Tiềm Long Bảng mở ra. Tuy rằng hắn có một ít ma sát với nữ tử trước mặt, thế nhưng hắn cũng hơi có hảo cảm với nữ tử từng giúp mình, cho nên, nếu như có thể, hắn không ngại giúp đối phương một tay. Tiêu Ngọc Nhi sửng sốt, sau đó cười khổ, nói. Ta còn phải lưu lại nơi này, dù sao Tiềm Long Bảng chính là thiên đường tu luyện với huyền giả chúng ta. Hơn nữa, nếu như vận khí tốt còn có thể phân ra một ít số mệnh, đối với ta và gia tộc ta, đây là cơ duyên lớn lao. Dương Diệp gật đầu, cũng không bắt buộc, hắn chuẩn bị nói chuyện thì có huyền giả đi vào, nhìn thấy đám người kia, Dương Diệp cau mày, người khác hắn không biết, hắn lại biết hai người cầm đầu, hai người này không phải người khác, chính là Nguyên Môn Nguyên Đồng cùng Kiếm Tông Mộ Dung Yêu. Đám người đi tới trước mặt Dương Diệp, Nguyên Đồng nhìn thoáng qua Tiêu Ngọc Nhi, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nói chuyện. Không có hứng thú. Dương Diệp lãnh đạm nói một câu, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhi, nói. Tiêu Tiểu Thư, cho ta một gian phòng yên tĩnh. Hắn và đối phương có gì để nói? Không có gì để nói cả. Tiêu Ngọc Nhi nhìn thoáng qua Nguyên Đồng và Mộ Dung Yêu, sau đó lại nhìn Dương Diệp, nàng do dự một chút. Trung Quy vẫn gật đầu một cái, lúc nàng chuẩn bị xoay người, đột nhiên Mộ Dung Yêu bên cạnh. Nguyên Đông mở miệng nói. Dương huynh, hy vọng nể tình ta, mọi người chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, được chứ? Dương Diệp lắc đầu khẽ cười cười, nói. Mộ Dung Yêu, ta nghĩ chúng ta thực sự không có gì có thể nói, đối với chuyện của các ngươi, ta không có hứng thú. Mà ta cũng tin tưởng, các ngươi cũng không có hứng thú với chuyện của ngươi. Chuyện mà ngươi nói chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đúng không? Lúc này, Nguyên Đồng cau mày trầm giọng nói. Dương Diệp, nói thế nào thì ngươi bây giờ cũng biết tình cảnh huyền giả Nam Vực chúng ta tại cổ vực thành đúng không? Ta biết, giữa chúng ta có quá khứ không vui, thế nhưng ngươi cũng là huyền giả Nam Vực. Ta hy vọng, chúng ta tạm thời buông tha ân oán cá nhân, toàn bộ huyền giả Nam Vực đều đoàn kết lại. Như vậy, chúng ta mới có thể sinh tồn trong cổ vực thành, cũng có thể tiến vào Tiềm Long Bảng. Vẫn không có hứng thú. Dương Diệp quả quyết cự tuyệt, đùa giỡn, hợp tác cùng những người này. Thật sự tới lúc sống chết trước mắt, những người này sẽ chạy nhanh nhất. Dương Diệp cũng không phải người cổ hủ, hắn tự nhiên biết nhiều người lực lượng lớn, sở dĩ cự tuyệt đám người Nguyên Đồng, nguyên nhân chủ yếu không phải hắn trang bức, mà là hắn không tin đám người Nguyên Đồng. Ngươi không có hứng thú với việc này, vậy ngươi có hứng thú với việc của mẫu thân người hay không? Lúc này, Nguyên Đồng nói. Dương Diệp biến sắc, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Nguyên Đồng. Ngươi có ý gì? Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Dương Diệp, ánh mắt Dương Diệp lạnh như núi băng. Lúc này, Mộ Dung Yêu vội vàng nói. Dương huynh, người đừng nóng giận, Nguyên Đồng có ý giúp đỡ ngươi đấy. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mộ Dung Yêu, sau đó lại nhìn sang Nguyên Đồng, người sau khẽ gật đầu. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Giúp cái gì? Thấy Dương Diệp hỏi, Nguyên Đồng cùng với Mộ Dung Yêu nhất thời thở dài một hơi, bọn họ rất rõ tính cách của Dương Diệp, bởi vì biết rõ nên muốn làm Dương Diệp gật đầu nói chuyện cũng là chuyện khó khăn. Nguyên Đồng nói, ta biết, ngươi muốn cứu mẫu thân của ngươi, thế nhưng ngươi cũng biết việc này rất khó khăn. Ngươi sau này sẽ có năng lực kia,
thế nhưng ngươi lúc này không có năng lực đó, ta nói đúng không? Nói điểm chính. Dương Diệp trầm giọng nói. Nguyên Đồng cũng không tức giận, gật đầu, nói. Chúng ta cũng không có biện pháp cứu mẫu thân của ngươi, ngươi trước đừng nóng giận, chờ ta nói hết lời. Mặc dù chúng ta không thể cứu mẫu thân của ngươi nhưng lại có thể giúp mẫu thân ngươi ít ăn khổ trong Bách Hoa Cung, thậm chí không cần chịu khổ. Không chỉ như vậy, còn có thể giúp ngươi gặp được mẫu thân của mình. Nghe được câu nói sau cùng, Dương Diệp nheo mắt, sau đó nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nguyên Đồng cười cười, sau đó xoay người nhìn thanh niên phía sau, thanh niên kia gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta là đệ tử chân truyền của Nguyên Môn, đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là cô của ta chính là trưởng lão hình đường Bách Hoa Cung, mặc dù nàng chỉ là một trong các trưởng lão nhưng cũng có chút quyền lợi. Đúng lúc này, lại có một thanh niên đứng dậy, nói. Tỷ của ta là đội trưởng Bách Hoa Vệ của Bách Hoa Cung, nàng chuyên môn phụ trách công tác phòng vệ Bách Hoa Cung, có nàng làm nội ứng, muốn chiếu cố mẫu thân của ngươi sẽ không có vấn đề gì. Dù sao ta trước kia cũng thường xuyên lẻn vào Bách Hoa Cung. Ta có mấy người thân cận là người của Bách Hoa Cung, tuy rằng chức vị của các nàng hơi thấp, nhưng nếu lén lút hỗ trợ mẫu thân của ngươi cũng còn không thành vấn đề. Mặc dù ta không có thân mật ở Bách Hoa Cung nhưng phụ thân của ta có, hơn nữa người thân cận của phụ thân ta có địa vị không thấp trong Bách Hoa Cung, dường như là trưởng lão gì đó, ta nghĩ, nàng chắc cũng có thể giúp một chút. Chấm chấm chấm. Không được bao lâu. Ở nơi này có mười mấy người lên tiếng, những người này không ai không có người trong Bách Hoa Cung. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói. Xem ra các ngươi tới tìm ta là có chuẩn bị. Nguyên Đồng cười cười, nói. Còn có ta không có thân thích và hảo hữu trong Bách Hoa Cung, thế nhưng sư phụ ta có một bằng hữu trong Bách Hoa Cung. Bằng hữu của sư phụ ta có địa vị rất cao trong Bách Hoa Cung, gần với cung chủ và vài trưởng lão thực quyền trong Bách Hoa Cung. Tuy rằng nàng không thể cứu mẫu thân của ngươi, thế nhưng nàng tuyệt đối có thể giúp mẫu thân của ngươi không chịu khổ trong Bách Hoa Cung. Dương Diệp trầm mặc, không thể không nói, hắn động lòng. Phải nói Nguyên Đồng đã đâm trúng uy hiếp của hắn. Chúng ta hiện tại có thể mang ngươi đi gặp mẫu thân của ngươi, chờ ngươi nhìn thấy mẫu thân của mình, chúng ta bàn chuyện liên thủ được chứ? Nguyên Đồng lại nói. Nghe vậy, bỗng nhiên Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Đồng, nhìn Nguyên Đồng một lát. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Điều kiện này, hắn không cách nào cự tuyệt. Nguyên Đồng cười cười, nói. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải đang trao đổi, ta hy vọng chúng ta hợp tác, là liên thủ, là đoàn kết, chí ít là ở cổ vực thành này, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Có thể. Thấy Dương Diệp đáp ứng. Nguyên Đồng và các huyền giả Nam vực đều thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, Dương Diệp lúc này đã có phân lượng rất nặng trong lòng bọn họ. Phải biết rằng, Dương Diệp không chỉ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Nam vực, còn là người duy nhất của Nam vực xông qua thiên môn. Xông qua thiên môn, bọn họ đi theo Dương Diệp sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt trong cổ vực thành. Bây giờ trở về Nam vực, đi gặp mẫu thân của ngươi. Nguyên Đồng nói, Dương Diệp động tâm, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Nguyên Đồng không giải thích được, hỏi. Vì sao? Vì sao? Dương Diệp lắc đầu, hiện tại nhìn gặp mẫu thân thì có thể làm sao? Đúng vậy, gặp được nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể tăng thêm thống khổ cho mình và mẫu thân mà thôi. Hắn hiện tại phải làm, không phải đi gặp mẫu thân, mà là nỗ lực để thăng thực lực, sau đó đi cứu mẫu thân, không thì có gặp cũng không có ý nghĩa gì. Ta hy vọng các ngươi hiện tại nên vận dụng quan hệ giúp đỡ mẫu thân của ta. Dương Diệp nói, tuy rằng không đi gặp mẫu thân, thế nhưng hắn cũng không thể nhìn mẫu thân tiếp tục chịu khổ trong Bách Hoa Cung. Chuyện này tự nhiên không thành vấn đề. Nguyên Đồng trầm ngâm, sau đó nói, nhưng chuyện này cần sự trợ giúp của ngươi. Trợ giúp cái gì? Dương Diệp nói. Nguyên Đồng nói, ta sẽ cho vài người quay về Nam Vực, sau đó đi vận dụng quan hệ của bọn họ, nhưng muốn bọn họ quay về Nam Vực. Nhất định phải xông qua vòng vây của đám cường giả ma tộc, yêu tộc và minh tộc liệp sát. Người có huyền thú phi hành, nếu như vận dụng huyền thú phi hành, bọn họ không khó chạy trốn trở về Nam vực. Tại sao phải trốn? Dương Diệp nói. Nguyên Đồng, người bây giờ có thể triệu tập bao nhiêu huyền giả Nam vực? Tuy rằng không biết Dương Diệp có ý gì, thế nhưng Nguyên Đồng vẫn đáp.
Ta hiện tại danh tiếng không lớn bằng lúc trước, không có uy vọng cao như trước đây. Nhưng ta vẫn có thể tụ tập 200-300 người. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Tự nhiên là giết ngược lại, dù sao bọn chúng nhất định đã đánh cướp không ít huyền giả. Ta nghĩ, bọn chúng hiện tại nhất định giàu tới chảy mỡ, hiện tại không đánh cướp thì còn đợi khi nào? Nghe được Dương Diệp nói thế, huyền giả Nam vực có mặt tại đây không bình tĩnh được, chém giết cường giả ma tộc cùng minh tộc và yêu tộc, Dương Diệp thật biết nghĩ. Nhưng việc này không phải không có khả năng, dù sao nếu như tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, đồng thời có cường giả dẫn đầu thì khác. Chém giết cường giả ma tộc cùng minh tộc còn có yêu tộc. Nguyên Đồng nhướng mày. Thế nào, ngươi không dám? Dương Diệp nhìn Nguyên Đồng, hắn lãnh đạm nói. Không dám. Trong ánh mắt Nguyên Đồng bắn ra một tia sáng ngoan độc, nói. Có cái gì không dám, nơi này là cổ chiến trường, lão tử sống biệt khuất đủ rồi. Những gia hỏa ma tộc và yêu tộc kia, còn có đám minh tộc người không ra người, quỷ không ra quỷ kia nữa, lão tử sớm nhìn không vừa mắt. Đi, chúng ta đi giết bọn chúng, các ngươi dám hay không? Nguyên Đồng xoay người hỏi mọi người. Dám. Có cái gì không dám? Nơi này là cổ chiến trường, chúng ta đã sống đủ biệt khuất rồi, giết sạch đám dị tộc khốn kiếp kia đi. Đúng thế, giết sạch đám dị tộc khốn nạn, sư huynh và sư tỷ của ta đã chết trong tay bọn chúng, rốt cuộc lão tử cũng có cơ hội báo thù bọn chúng rồi. Trong thời gian ngắn, ánh mắt mọi người ở đây đỏ bừng, sát khí bao phủ toàn thân bọn họ. Dương Diệp nhìn đám người trước mặt, hắn hiểu tâm tình của mọi người, hắn tự nhiên sẽ không có cảm giác khác. Đại đa số nhân loại luôn là như vậy, chỉ khi có người khác cưỡi lên đầu của bọn họ mới lựa chọn liều mạng phản kích. Giống như những người trước mặt này, nếu như không phải bị dồn đến loại tình trạng này, cho dù có hắn đi đầu, những người này cũng chưa chắc đi liều chết với ma tộc. Đương nhiên, hắn sẽ không hất nước lạnh vào bọn họ, dù sao hiện tại mọi người có quan hệ hợp tác, về phần có thể hợp tác bao lâu, trời biết. Hiện tại, các ngươi đi triệu tập tất cả huyền giả Nam vực trong cổ vực thành lại, bảo bọn họ tụ tập tại đây, mục đích nha, tự nhiên là đi giết đám người ma tộc. Nếu không đến thì thôi, cũng không có quan hệ gì, nhưng mà sau này, hừ hừ. Nói xong lời cuối cùng, Dương Diệp cười bệnh hai tiếng, cũng làm người ta sợ hãi tới cực điểm. Nghe được Dương Diệp nói thế, mọi người không chút do dự xoay người rời đi, cũng đi tới các hướng. Không đến nửa canh giờ, đã có gần 300 huyền giả Nam vực đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nhìn 300 người này, Dương Diệp nói. Ta biết, trong lòng các ngươi khó chịu với ta, nhưng việc này không quan hệ, bởi vì ta tuyệt đối không quan tâm. Nói vậy các ngươi cũng biết chúng ta kế tiếp nên làm gì, cho nên ta nói rõ, nếu có người không muốn, hiện tại có thể sớm rời khỏi, ta quyết không bắt buộc. Thế nhưng, nếu như bây giờ không đi ra, đến lúc động thủ mà các ngươi do dự, hoặc là cản trở, như vậy, đến lúc đó cho dù các ngươi không chết trong tay ma tộc thì ta cũng sẽ ra tay giết các ngươi. Mọi người không ai dị nghị, đương nhiên, cũng không dám bàn tán khác thường, phải biết rằng, Dương Diệp lúc này cũng không phải là Dương Diệp lúc trước, đây chính là người đã xông qua thiên môn. Không nói thực lực, chỉ nói thân phận Dương Diệp khi xông qua thiên môn cũng có thể đùa chết bọn họ trong cố vực thành. Sau khi mang bán phù lục do mình chế tác đổi năng lượng thạch, Dương Diệp và Nguyên Đồng cùng Mộ Dung Yêu dẫn theo 300 huyền giả Nam vực rời khỏi cổ vực thành. Dương Huynh. Vào thời điểm đám người Dương Diệp vừa ra khỏi quán rượu, Tiêu Ngọc Nhi đã gọi lại Dương Diệp, thấy Dương Diệp xoay người không giải thích được nhìn nàng, Tiêu Ngọc Nhi do dự một chút, sau đó nói. Dương Huynh, ta cũng muốn đi cùng với các ngươi. Trước kia nàng không có năng lực, không có thực lực để phản kháng, nhưng hiện tại nhìn thấy Dương Diệp, nàng nghĩ, nếu như huyền giả Nam vực thực sự đoàn kết với nhau, đồng thời có Dương Diệp dẫn dắt, nhất định có thể hãnh diện, do đó nàng quyết định muốn đi cùng. Cho dù việc này có thể làm nàng phải chết. Dương Diệp nhìn Tiêu Ngọc Nhi một lát, sau đó gật đầu. Thời điểm Dương Diệp rời khỏi quán rượu, đột nhiên đôi mắt Dương Diệp híp lại, hắn nhìn thoáng qua góc khuất bên cạnh quán rượu, Dương Diệp chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Thời điểm đám người Dương Diệp rời khỏi quán rượu, đột nhiên trước cửa quán rượu xuất hiện một mỹ phụ, nhìn phương hướng đám người Dương Diệp rời đi, mỹ phụ cười lạnh, nụ cười của nàng cực kỳ quyến rũ, nói: "Ha ha, lại bị một huyền giả vương giả cảnh phát hiện, đúng là thú vị, A Đại, ta muốn tất cả tư liệu của thiếu niên tên là Dương Diệp kia." "Vâng."
Trong góc khuất trống trải, đột nhiên có giọng nói hùng hậu vang lên. Trong một tòa sơn mạch phía nam cổ vực thành, 10 tên huyền giả đang đi về hướng nam vực, sắc mặt 10 tên huyền giả vô cùng ngưng trọng, bọn họ bay đi cực nhanh, ánh mắt không ngừng dò xét chung quanh, trong mắt còn mang theo vẻ lo lắng. Rất nhanh, sau khi bọn họ chạy nhanh thật lâu, 10 tên huyền giả không ngừng xuyên qua cánh rừng trống trải, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt 10 tên huyền giả xuất hiện nụ cười vui mừng, ngay sau đó lại có giọng nói đáng sợ vang lên. Ha ha, vốn cho rằng đám kiến hội các ngươi không dám rời khỏi cổ vực thành, không nghĩ tới còn có mười mấy người không sợ chết, cũng tốt, mấy ngày nay ta quá nhàm chán, hiện tại có thêm mấy món đồ chơi cũng tốt. Quả thực, các huynh đệ nhất định phải hạ thủ lưu tình, chớ có đùa chết quá nhanh, bằng không chúng ta cũng khó tìm được đồ chơi cho lần sau. Nói có lý, ai, vì sao huyền giả nhân loại yếu như vậy chứ? Thật sự không vui chút nào, không thì chúng ta có thể giết nhiều hơn một chút, đúng rồi, mùi vị huyền giả nhân loại thật sự không tệ. Vừa nghe thấy mấy giọng nói kia, sắc mặt cười tên huyền giả thay đổi, ánh mắt nhìn sang hướng vừa phát ra giọng nói, chỉ thấy trên một gốc đại thụ có 3 thanh niên ma tộc đang cười đùa vui vẻ nhìn bọn họ, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột. Nhìn thấy đám ma tộc kia, sắc mặt 10 tên huyền giả thay đổi lần thứ hai, mười mấy người này phản ứng không chậm, lúc này bọn họ đều rút vũ khí ra, sau đó huyền khí sôi trào. Ai ôi, các ngươi muốn phản kháng hay sao? Một gã thanh niên ma tộc cười nói vui vẻ, sau đó ánh mắt biến thành ngoan độc, đầu ngón chân điểm nhẹ vào thân cây và đáp xuống đất, một cơn gió mạnh quét qua, ma khí của đối phương phun trào, nhói. Nhưng như vậy cũng tốt, ta cũng được chơi một chút. Hai tên thanh niên ma tộc khác cũng bay xuống, 3 người vây quanh mười mấy huyền giả nhân loại, trên người bọn chúng tỏa đa ra khí thế vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, đột nhiên 10 tên huyền giả nở nụ cười, đúng vậy. Bọn họ nở nụ cười, đó là nụ cười đùa giỡn và châm chọc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt 3 tên thanh niên ma tộc thay đổi, đột nhiên trong lòng sinh ra dự cảm xấu, vào lúc bọn họ chuẩn bị động thủ, một đạo kiếm quang màu tím đã xuất hiện, sau đó đầu của một tên thanh niên ma tộc trong đó bắn ra máu tươi tung tóe. Sắc mặt 2 tên thanh niên ma tộc kia thay đổi. Đúng lúc này, Dương Diệp và Nguyên Đồng cùng Mộ Dung Yêu xuất hiện đột ngột. Nhìn thấy là Dương Diệp, đôi mắt 2 tên thanh niên ma tộc lộ ra vẻ kinh hãi, một người trong đó la lớn. Dương Diệp, là ngươi. Dương Diệp không quan tâm tới 2 tên thanh niên ma tộc, mà là nhìn sang mười mấy tên huyền giả nam vực, nói. Còn chưa động thủ. Nghe vậy, mười mấy tên huyền giả nhân loại không do dự chút nào, bọn họ lập tức lao tới tấn công 2 tên thanh niên ma tộc từ phía sau. Dương Diệp không quan tâm chiến đấu sau đó. Hắn phất tay thu lấy nạp giới của tên thanh niên ma tộc vừa bị mình giết, nhìn thoáng qua bên trong, Dương Diệp nở nụ cười vui vẻ, bởi vì hắn rất hài lòng với đồ vật chứa trong nhẫn. Có lẽ tên thanh niên ma tộc này đã đánh giết không ít huyền giả, trong nhẫn có tới 5.000 năng lượng thạch, bên trong có 5 món huyền bảo địa giai, nhưng đáng tiếc là không có kiếm. Nhưng cũng đã tốt, chí còn giàu có hơn trong nạp giới của kiếm vô cực cùng Diễm Vũ. Có lẽ kiếm vô cực cùng Diễm Vũ đã bị bóc lột nặng nề trong cổ vực thành, hoặc từng bị đánh cướp qua, nạp giới 2 người cộng lại, năng lượng thạch bên trong không quá 1.000, về phần huyền bảo địa giai, cả 2 cũng chỉ có 2 kiện mà thôi, đó chính là binh khí bọn họ sử dụng, điều này làm cho Dương Diệp khả phiền muộn không gì sánh được. Cộng thêm 5.000 năng lượng thạch lần này, Dương Diệp hiện tại đã có 6.000 năng lượng thạch, đối với người khác mà nói, đây tuyệt đối là khoản tiền lớn. Thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, con số này thật ít. Làm như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nguyên Đồng cùng Mộ Dung Yêu, nói. Lần này chia của, ta chỉ cầm đồ do mình giết được, các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không ý kiến. Hắn tự nhiên biết Dương Diệp có ý gì, nếu như muốn Dương Diệp động thủ, chiến lợi phẩm chỉ thuộc về một mình Dương Diệp, đương nhiên. Nếu như không muốn mang chiến lợi phẩm cho Dương Diệp, như vậy bọn họ phải tự mình động thủ. Việc này rất công bằng, hắn cũng không phản đối. Thấy Nguyên Đồng không phản đối, Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Nơi này giao cho bọn họ, chúng ta đi nơi khác hỗ trợ đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn đã biến mất tại chỗ. Hắn phân 300 người thành 30 tiểu đội hấp dẫn lực chú ý của ma tộc và yêu tộc cùng minh tộc, mục đích nha. Đương nhiên là phân tán 3 chủng tộc này ra, bởi vì nếu như không phân tán ra, cả đám quần chiến với nhau,
Huyền giả Nam vực sẽ xuất hiện thương vong to lớn, lại làm cho đối phương thông chi với các đồng bọn, đến lúc đó, chỉ sợ việc này phiền phức. Cho nên, hắn phân tán nhân số của đối phương ra, sau đó tiến hành tiêu diệt từng tổ một, từ đó ép đối phương không thể công bố tin tức ra ngoài. Nguyên Đồng nhìn thoáng qua hai tên thanh niên ma tộc bị giết, sau đó quay đầu nhìn sang vị trí Dương Diệp, nói. Thực lực của hắn rất mạnh, một kiếm miểu sát một tên ma tộc vương giả cảnh lực phẩm, ta làm không được. Xem ra, trong khoảng thời gian trong cổ chiến trường, thực lực của hắn đã tăng lên rất lớn. Quả thực, Mộ Dung Yêu gật đầu, nói. Trước đây, hắn vẫn chưa mạnh như thế, nhưng chỉ không gặp một thời gian ngắn, hắn đã bỏ chúng ta lại thật xa, đúng là đã kích người mà. Nguyên Đồng nhìn thoáng qua Mộ Dung Yêu, sau đó nói. Có lẽ người kiếm tông cũng không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy đúng không? Kỳ thực, không thể không nói, kiếm tông các ngươi xuống dốc tới mức không hiểu đạo lý. Nếu như kiếm tông các ngươi nguyện ý đắc tội Bách Hoa Cung để bảo vệ hắn, tuy rằng tạm thời có thể mất đi vài thứ, thế nhưng ta tin tưởng, trong tương lai, kiếm tông người nhất định sẽ có thu hoạch không tưởng. Nhưng rất đáng tiếc, kiếm tông ngươi, ha ha, Mộ Dung Yêu trầm mặc, không thể không nói, Nguyên Đồng nói vô cùng có lý. Nàng tận mắt nhìn thấy từng bước phát triển của Dương Diệp, đến bây giờ, thiên phú của Dương Diệp thực sự quá kinh khủng đến mức không thua kém gì những thiên tài yêu nghiệt ở trung vực. Nếu như kiếm tông toàn lực bồi dưỡng Dương Diệp, với thiên phú của Dương Diệp, hắn tuyệt độ có thể tiến vào trước ba tiềm long bảng, thật đáng tiếc, kiếm tông bỏ qua hắn. Đồng thời còn đắc tội hắn quá nặng. Không thể không nói, đây chính là việc bị ai? Nguyên sư huynh, đây là nạp giới của gia hỏa ma tộc kia. Đúng lúc này, một gã huyền giả nam vực cầm hai nạp giới đưa tới bên cạnh Nguyên Đồng cùng Mộ Dung Yêu, hắn hưng phấn nói với Nguyên Đồng một câu. Không chỉ tên huyền giả này, gần 10 tên huyền giả khác cũng hưng phấn. Bọn họ làm sao có thể không kích động và hưng phấn được cơ chứ? Chém giết cường giả ma tộc, nếu là trước đây, bọn họ tuyệt đối không dám nghĩ tới. Phải biết rằng, ma tộc cùng minh tộc cùng yêu tộc đều có người xông qua thiên môn, nếu như bọn họ đắc tội đối phương. Như vậy ba tộc có thể thỏa thích ngược đãi bọn họ trong cổ vực thành. Nhưng hiện tại bọn họ không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì Dương Diệp cũng xông qua thiên môn, tại cổ vực thành, Dương Diệp cũng có rất nhiều đặc quyền, có Dương Diệp tỏa chấn, bọn họ ở lại bên trong cổ vực thành cũng không cần cố kỵ ba tộc nữa, còn có những huyền giả trung vực. Dương Diệp đâu? Đúng lúc này, một huyền giả nhìn chung quanh, không có thấy Dương Diệp, sau đó hắn lên tiếng hỏi. Lúc trước Dương Diệp một kiếm chém giết một tên thanh niên ma tộc, việc này đã làm nội tâm của bọn họ rung động, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thực lực kinh khủng của cường giả ma tộc, giống như vừa rồi, bọn họ nhất định phải 10 người đồng lòng hợp lực mới có thể tru diệt hai tên ma tộc, mà Dương Diệp chỉ dùng một kiếm đã miểu sát trong nháy mắt, tất cả hành động vô cùng dễ dàng. Trên phiến đại lục này, mỗi người đều sùng bái cường giả. Huyền giả Nam vực có thể không biết. Thái độ của bọn họ về Dương Diệp đã dần dần cải biến. Nguyên Đồng lắc đầu, nói. Hắn đã đi giúp huynh đệ tổ khác, về phần hai cái nạp giới này, các người phân ra đi, bên trong có không ít năng lượng thạch, các người đừng cự tuyệt, hai người kia là các người giết, vật này là các người nên được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, các người cũng bị ép tới mức sơn cùng thủy tận, có những năng lượng thạch này, các người có thể bớt cực khổ khi sống trong cổ vực thành. Nghe vậy. 10 người kia do dự một chút, sau đó cũng thu lấy nạp giới, tùy tiện nói. Nguyên sư huynh, chúng ta từ chối thì bất kính. Đúng rồi, nếu như Nguyên sư huynh không có việc gì, chúng ta cũng nên đi tìm Dương Diệp, cùng hắn giúp đỡ các huynh đệ khác. Nguyên Đồng gật đầu, 10 người kia đều hành động, cả đám đều đi về hướng Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Nguyên Đồng sinh ra một tia phức tạp, bởi vì hắn phát hiện, trong bất chi bất giác. Các huyền giả đã cải biến thái độ với Dương Diệp, bọn họ đã có sùng bái và tin phục Dương Diệp. Nguyên Đồng, Nam vực chúng ta hiện tại cần một người có thể kinh sợ ba tộc kia. Lúc này, đột nhiên Mộ Dung Yêu nói. Nghe vậy, Nguyên Đồng cười khổ, nói. Ngươi yên tâm, ta không phải người không biết chuyện, tuy rằng ta có ân oán với Dương Diệp, thế nhưng ngươi yên tâm, trong cổ chiến trường này, ta nhất định không tính toán ân oán với hắn, tại cổ vực thành, chúng ta là một đoàn thể. Chúng ta đều đến từ Nam vực, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Mộ Dung Yêu gật đầu, nói. Như vậy rất tốt. Nói xong, thân hình Mộ Dung Yêu khẽ động, nàng cũng biến mất ngay lập tức.
không nghĩ tới đã từng được gọi là chuẩn võ thần lại phải sống dưới cái bóng của người khác, thật là bi ai. Ngay thời điểm Mộ Dung Yêu rời đi, một thanh niên mặc trường bào màu tím đã xuất hiện sau lưng Nguyên Đồng. Nếu như vậy, người nên chết đi, tránh việc sỉ nhục hai chữ, võ thần. Nhìn thấy tên thanh niên mặc trường bào màu tím, Nguyên Đồng biến sắc, hai tay hắn siết chặt, trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Người này không phải người khác, chính là huyền thú thần bí trong thập vạn đại sơn, Lạc Tuyết. Trường bào màu tím, tay phải đặt sau lưng, Lạc Tuyết nhìn Nguyên Đồng, ánh mắt hở hững. Là ngươi. Nguyên Đồng trầm giọng nói. Hắn rất kiêng kỵ khi đối mặt với Lạc Tuyết, bởi vì thực lực đối phương rất thần bí. Tuy rằng chỉ giao thủ qua một lần, nhưng đối phương cũng cho hắn cảm giác nguy hiểm, cảm giác này còn vượt qua cảm giác nguy hiểm mà Dương Diệp gây cho hắn. Kỳ thực, ta rất thất vọng. Lạc Tuyết lắc đầu, nói. Ta vốn cho rằng thiên tài yêu nghiệt nghịch thiên ngàn năm có một tại nam vực như người sẽ tạo cho ta một ít ngạc nhiên, đáng tiếc, người không chỉ không thu được võ thần truyền thừa, còn mất đi khí khái mà ta từng kỳ vọng lúc trước. Biết không? Nguyên Đồng khẽ cười cười, nói. Trước đây tại Nam Vực, trong thế hệ trẻ, ta cho rằng ta là yêu nghiệt nhất, nhưng sau khi tới cổ chiến trường này, ta mới phát hiện, suy nghĩ của ta trong quá khứ buồn cười cỡ nào. Phải không? Lạc Tuyết nói. Thì ra không phải Dương Diệp làm ngươi mất đi lòng tin vô địch, mà là những yêu nghiệt trong cổ chiến trường đã làm ngươi mất đi lòng tin vô địch trong quá khứ. Lòng tin, ta chẳng bao giờ mất đi. Nguyên Đồng nói. Ta muốn nói là, ở trong cổ chiến trường này, ta nhận ra sự thiếu sót của mình, ta sẽ không tự mãn, không tự cho là đúng, không cho rằng mình là mạnh nhất. Tại đây, ta biết ta nên cải biến thế nào, nên làm thế nào để càng ngày càng mạnh. Một câu nói, tại nơi này, ta mới biết chính mình. Lạc Tuyết trầm mặc, hắn hiểu ý của Nguyên Đồng nói cho hắn biết, đối phương không chỉ không có bị đánh kích. Trái lại từ trắc trở ở nơi này nhận ra thiếu sót của mình. Người, không sợ yếu, không sợ trắc trở, chỉ sợ không biết rõ bản tâm của mình, sau đó sẽ xem khuyết điểm trở thành ưu điểm của bản thân. Nói ra có lẽ phức tạp, nói đơn giản một chút chính là khi tới cổ vực thành, Nguyên Đồng đã lột xác, đó là lột xác về tâm hồn, tuy rằng thực lực của hắn lúc này thua kém những yêu nghiệt cổ vực thành, thế nhưng chỉ cần cho hắn thời gian. Với thiên phú và tư chất của hắn, muốn đuổi theo những yêu nghiệt kia cũng không phải việc khó. Một lát sau, Lạc Tuyết lắc đầu, nói. Đáng tiếc, người vẫn phải chết. Nguyên Đồng cười cười nói. Đầu tiên, ta rất bội phục lòng tin của ngươi, thứ hai, ta rất hiếu kỳ, tại sao người muốn giết ta? Giữa chúng ta cũng không có ân oán gì. Đương nhiên, hỏi như vậy, không phải ta tỏ ra yếu kém cầu xin người tha thứ. Ta chỉ hiếu kỳ, người cũng có thể không trả lời. Một người phải chết, biết thì có ý nghĩa gì chứ? Lạc Tuyết lắc đầu, sau đó hắn vươn tay phải xuất ra một chỉ, trong giây lát, thiên địa biến sắc, lúc này có một đạo tử khí như thiểm điện giáng xuống, một con dao long màu tím đang xoay tròn trên tinh không. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Nguyên Đồng thay đổi, trong mắt còn mang theo rung động, nói. Thiên địa kinh vật, rốt cuộc ngươi là ai lại có được thiên địa linh vật? Lạc Tuyết không trả lời Nguyên Đồng, hắn chỉ khẽ nhếch miệng nói ra một chữ. Rơi. Ngay sau đó một đạo thiểm điện màu tím đánh thẳng xuống vị trí của Nguyên Đồng. Nguyên Đồng sẽ không ngồi chờ chết, tay phải mở ra, huyền khí trong cơ thể không ngừng ngưng tụ vào bàn tay, ngay sau đó hắn xuất trưởng đánh thẳng lên bầu trời. Bổ thiên trưởng. Một đạo trưởng ấn năng lượng thật lớn hiện ra, trưởng ấn cũng va chạm với thiểm điện màu tím. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, trong ánh mắt kinh hãi của Nguyên Đồng, thiểm điện màu tím bị trưởng ấn đánh tan, sau đó đánh thẳng vào người của hắn. Oanh! Lại có tiếng nổ vang lên. Một lát sau, Nguyên Đồng xuất hiện trên hố sâu không đáy, về phần Nguyên Đồng đã sớm không còn hình bóng. Không phải là đào tẩu, mà là thần hồn câu diệt. Đúng vậy, dưới thiểm điện màu tím Nguyên Đồng đã thần hồn câu diệt, trên thế gian này không có người như Nguyên Đồng tồn tại. Tới. Lạc Tuyết quát lớn, một con rắn màu tím bay ra khỏi lòng đất, sau đó tiến vào trong cơ thể hắn. Cổ tay Lạc Tuyết khẽ động, một quyển trục xuất hiện trong tay hắn, quyển trục có viết ba chữ lớn, phán quan bộ. Mở quyển trục ra, ngón trỏ Lạc Tuyết khẽ nhúc nhích, một cây bút đen xuất hiện trong tay hắn, nắm tuyệt bút, ánh mắt Lạc Tuyết nhìn vào trang đầu tiên của quyển trục, chỉ thấy hai chữ, Nguyên Đồng, xuất hiện. Cầm bút gạch nhẹ một cái, nhất thời.
năng lượng xung quanh va chạm kịch liệt, dần dần, xung quanh xuất hiện một tia hắc khí, những hắc khí này không ngừng tản ra khí tức làm người phải sợ hãi. Nhìn thấy những hắc khí kia, trong ánh mắt Lạc Tuyết xuất hiện hưng phấn, sau đó hắn há mồm hút một cái, lúc này toàn bộ hắc khí bay vào trong miệng hắn. Sau khi nuốt trọn những hắc khí này, hai mắt Lạc Tuyết khép hờ, hắn nhanh chóng vận chuyển huyền khí trong cơ thể, chậm rãi bắt đầu tiêu hóa những hắc khí kia. Sau một lúc lâu, Lạc Tuyết mở đôi mắt ra, đôi mắt hắn biến thành đen nhánh. Sau một lúc mới có thể khôi phục như cũ. Hít sâu một hơi, Lạc Tuyết nhìn thoáng qua quyển trục trong tay, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Tuy rằng không phải võ thần, thế nhưng tử khí trong cơ thể cũng tinh thuần như thế, ngoại trừ Dương Diệp, trong rất nhiều yêu nghiệt nam vực, Nguyên Đồng là mạnh nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.